thấy người luôn. Nhìn thấy chị á? Không nhìn thấy ai. À, em lên xem cho nó có người nào. Đang đợi chị Hoa. Ai chưa bắt đầu ai chưa? À, em chào chị Đồng Thầy Ngọc Hoa. Xin chào mọi người nhá. Có tai nghe này. Đây. À, rồi ok. Hôm nay thì căn đồng số lính sẽ live stream chia sẻ với cả mọi người với chủ đề là lý do tại sao xuất chủ tỉnh đồng. Thì các đồng số lính có mời khách mời là đồng thầy chị Ngọc Hoa. Mình là một trong những admin của căn đồng số lính, thay mặt ban quản trị thì sẽ cùng giao lưu với cả mọi người. Thì em để em mời chị đồng thầy Ngọc Hoa nhé. Mình hiện nay mình đang mời chị Đồng Thầy Ngọc Hoa lên để giao lưu với cả mọi người về chủ đề lý do tại sao mà xuất thủ trình đồng. Em chào chị. Em chào chị Hoa. Xin chào. Vâng. Chào, đi lại. Giám diễn cùng với tất cả chị em đang theo dõi trên màn hình live stream trang Căn Đồng Số Lính Việt Nam. Vâng, thì là hôm nay bên Căn Đồng Số Lính thì có giao cho em một cái nhiệm vụ là một nhiệm vụ kém quá nhỉ. Bên Căn Đồng Số Lính, chị có nghe thấy không? Em đang dùng 3G. Alo? Alo? Chị Hoa có nghe thấy em nói không ạ? Mạng bên em kém à chị? Mà câu được câu mất. Chắc là mạng của chị hay sao ý. Thế hả? Tại vì em đang dùng 3G. Chào. Ừ, chị dùng 3G. Chị đợi em một chút để em test. Khang có nghe thấy gì không? Nghe rõ thì. Ok. Chị ơi, thì chị em mình cứ nói chuyện đi. Tại vì là bên em mọi người vẫn nghe rõ chị em mình nói chuyện đấy. Ừ. Chị nói thì, gì? Dạ chị. Dạ hôm nay là live. Vâng, em nghe rõ chị nói chuyện. Thì hôm nay là em muốn mời chị làm khách mời bên Căn Đồng Số Lính. Bên phòng bên kia. À đây, đây. Bởi vì thời gian gần đây thì có rất là nhiều người mà thắc mắc về cái vấn đề mà không hiểu là tôi có căn đồng số lính hay không, và liệu xuất thủ trình đồng thì có bị lỗi với nhà ngài hay không. Hoặc là nhiều khi mà người ta vô tình, ví dụ như là cách đây khoảng 2 ngày thôi thì em có liên lạc và nói chuyện với cả một người. Thì cái cô bé này cô cũng bảo là cô ấy theo đạo Phật rất là nhiều năm nay rồi, và bỗng dưng vô tình cô ấy đi lễ thì có một người là người ta bảo là cô ấy là có căn. Thì bản thân là cô ấy cũng không biết là mình có căn hay không, và cô ấy không biết bắt đầu từ đâu. Thì cô ấy có liên lạc với em và nói chuyện về cái vấn đề là cô ấy rất là hay tụng kinh niệm Phật. Đấy, nhưng mà sau đấy thì cô tụng kinh niệm Phật và cô đi theo bên lễ chùa. Nhưng mà đi theo bên lễ chùa thì cô ấy không biết được rằng là mình đi tu sai hay là tu đúng, và cô bị vong theo rất là nhiều. Nhưng khi cô bị vong theo thì cô lại bảo rằng là cô ấy, tức là mọi người bảo rằng là cô ấy có căn ấy. Thì theo chị thì cho em hỏi là cái lý do mà để bình thường ấy, mà mình, những người bình thường ấy, để quyết định được là biết mình là căn số con nhà ngài để mà có thể xuất thủ trình đồng là như thế nào? Trước hết là rất là xin cảm ơn Nguyễn Yến. Dạ vâng ạ. Thì xin chân thành cảm ơn nhóm Căn Đồng Số Lính Việt Nam cũng đã dựng ra một sân chơi, một cái sân để cho người mà đang trên con đường theo dõi về đang trên con đường tu tập, những người đang trên con đường học đạo, và những người có căn cao số nặng cũng muốn tham gia để theo dõi, để hiểu, tìm hiểu thêm về cái đường đạo. Thế thì cũng Ngọc Hoa là xin
Chào tất cả anh chị em 28 người đang theo dõi trên trang Căn Đồng Số Việt Nam. Chúc trước hết là tất cả anh chị em một năm mới dồi dào sức khỏe, công việc hanh thông, ý gia đình hạnh phúc. Con cháu con gái thì ngoan, người nào có con cái thì con ngoan ngoãn, hiếu thảo thuận hòa, tính trên nhìn dưới, vợ chồng thì trong ấm người êm. Và xin rất là cảm ơn anh chị em đã theo dõi cái buổi livestream ngày hôm nay. Thế sau đấy thì cũng xin giao lưu với tất cả anh chị em trong nhóm Căn Đồng Du lịch Việt Nam. Và Hoa cũng vinh dự là được Nguyễn Yến mời vào tham gia cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Thế thì Hoa xin đầu tiên là xin chia sẻ với anh chị em đây là về kinh nghiệm, về cái gọi là những cái trải nghiệm mình đã qua một cái khoảng thời gian nó khá dài đến ngày hôm nay. Và cũng phải nói rằng là qua một cái thời gian mà phải chịu đựng ấy, cái thử thách để đến ngày hôm nay mà được ngồi nói chuyện với các bạn một cách đàng hoàng như thế này, thì cũng rất cảm ơn. Trước hết là cảm ơn gia tiên nhà mình, bà cô ông Mãnh, cảm ơn những người thân đã gọi là chia sẻ hộ rồi phần âm cho mình được đến ngày hôm nay. Thì đấy là phải nói là cảm ơn gia tiên tiền tổ nhà mình. Sau đấy thì cũng rất là biết ơn cha mẹ đã cho mình được một cái may mắn, và bây giờ mình cho rằng là mình được may mắn. Bởi vì xin giới thiệu với các bạn là mình thôi thì cho phép là được nói chuyện dùng từ các bạn đi, bởi vì là trên này cũng có rất nhiều anh chị em đền Đồng Điện, Thanh Đồng Đạo Quan, rồi Đồng Tân Lính Mới, Bách Gia Trâm Họ, cũng không biết được là nhiều tuổi ít tuổi, nhưng mà thôi cứ xin hô một cách như vậy để cho nó dễ nói chuyện. Bởi vì có những người nhiều tuổi, người ít tuổi thì cũng không biết xưng hô thế nào, thì cứ cho phép tôi được xưng hô là các bạn đi để cho nó dễ nói chuyện. Thì xin thưa với các bạn, vì cô Hoa là một trong những người mà lấy chồng và theo đạo Thiên Chúa Giáo. Nhà cô Hoa là theo đạo Thiên Chúa Giáo gốc đạo, tức là gì ạ? Nhà cô Hoa là ở Ninh Bình, ở Kim Sơn, gần nhà thờ Bát Diệm, cho nên là gốc đạo. Thế và chính vì vậy mà cô Hoa rất là cảm ơn bề trên, cảm ơn cha mẹ, cảm ơn hội đồng tứ phủ, các quan, các hoàng, chúa chầu, quan hoàng, cô phụ đã ban cho cô Hoa gọi là có một cái giao công bổ việc cho cô Hoa làm việc thánh, tức là gì ạ? Được lộc hùng. Cái đấy cũng là một cái mà một cái tiền đề để cho cô Hoa bước tới cái việc hành đạo đến ngày hôm nay. Nếu mà không được cái việc cái lộc mà soi bói, mặc dù rất là vất vả, được từng như qua được, nhưng mà được đến ngày hôm nay thì cũng phải cảm ơn bề trên. Bởi vì có cho mình làm cái việc đó thì mình mới được đi lễ, chứ còn nếu mà mình không làm được việc đó thì chắc chồng cũng không bao giờ cho mình đi lễ. Thế thì trước khi nói về chuyện đấy thì cũng xin giới thiệu qua về cái gọi là cái thân thế của mình như vậy, để các bạn cũng thông cảm chia sẻ cho cô Hoa. Để bước vào câu hỏi của Nguyễn Yến ấy. Tốt thì cô Hoa có xin chia sẻ các bạn cái này. Chắc rằng là căn số thì mỗi người một căn một mệnh, không ai giống ai cả. Bởi vì là chúng ta sinh ra và lớn lên, các cụ thường hay nói là cha sinh con nhưng mà tính nét chúng ta bởi cụ là to, gọi là người dương thế nhưng mà cố hệ thiên cung thì tấm linh thần. Cho nên là mỗi một người mang một căn mệnh khác nhau thì bản tính và mỗi người sẽ có một cái việc làm nó khác nhau. Vậy là cách thường nói là người bề trên người ta hay nói là những cái người đi trước ấy hay nói là cha mẹ sinh con nhưng mà trời sinh tính. Đấy. Thế thì mỗi người có một số mệnh, mỗi người có một tính cách khác nhau. Trở lại câu hỏi của Tuyết Yến thì cô Hoa xin trả lời như thế này. Đây là xin chia sẻ, đây là xin chia sẻ về kinh nghiệm để chúng ta có những bạn đang chưa hiểu, đang chưa hiểu thì chúng ta sẽ hiểu thêm.
về cái căn số của chúng ta, những tấn cư thế nào thì chúng ta có thể ra rõ thủ trình tập bốn phủ, và khi đã ra rồi thì chúng ta gọi là trên theo thánh, dưới theo thầy, theo thầy. À, người thì được lo việc thánh, người thì thánh thầy. Đấy thì có những người người ta cho rằng là căn số cả, mà căn số là do mà cái có những người ví dụ như tôi vẫn thường theo dõi các trang bạn ấy, thì có những người người ta tính nết đấy là do mình tự tạo nên chứ chả ai bắt mình cả, chả ai bắt mình hết, mà mình văng tục chửi bậy hay mình nghĩ thế nọ hay mình làm thế kia đó là do tự mình, chứ không có căn số nào cũng trai dạy con người nào như thế. Nhưng mà thực ra thì đúng là căn quả thì mỗi người một tính một nết, có những người ghế hàng hoàng, có những người ghế hàng quan, có những người ghế chúa ghế tàu, có những người căn cô căn cậu. Thì như vậy thì mỗi một cái người mà người ta cầm căn cầm mệnh của mình thì mình được biểu hiện một cái tính cách khác nhau của mỗi con người. Có một ví dụ như cô Hoa, ví dụ như người căn quan thì biểu hiện những tính cách nóng tính, nóng nảy. Những người căn cô thì có khi như người ta bảo là không chua thì ai gọi là chanh, mà không đanh đá thì ai gọi là cô sứ, cô chín sứ thanh đình. Nói như vậy là ghế đáng mà sát bóng hơi đánh đá một chút. Thế còn ví dụ như ai ghế cô thì hiền lành rồi hay ướt át, được biểu hiện như vậy. Hoặc là ví dụ như ghế cô bé thì hơi đành anh, tính đây là tính cách biểu hiện của những người mà được cầm căn cầm mệnh. Hay là ví dụ ghế ông hoàng em khác, hoặc là ví dụ có người thì sát về nhiều giá chứ không phải một giá, sát về nhiều người thì sát về nhiều vị thánh. Thế thì vì vậy mà ta cứ hay gọi là đồng bóng sáng nắng, chiều mưa buổi trưa thì dâm dâm. Trở lại những người mà hay bị ốp lát ấy, thì có nhiều rất nhiều quan niệm, có người quan niệm cho rằng người phạm tội thì không có ông thánh nào dẫn vào cả. Nhưng mà có người thì người ta quan niệm rằng những người sát đồng sát bóng, những người hay độc soi độc bói thì thường là thánh. Và có những người thì sát về đường âm thì hay bị người âm ốp đấy, tức là người ta gọi là ốp, tức là vong ốp đấy, chúng ta hay dùng cái từ là ốp. Và có những người thì không được lộc soi lộc bói thì cũng ít sát về những hàng âm, ít sát về thánh. Thì ví dụ như những người mà người ta gọi là lộc chấp táp, hay là ví dụ như là những người mà lộc trần ấy, mộc thủ trịch đồng, xuất trịch đồng để hầu cha hầu mẹ, gọi là cha mẹ ban cho làm ăn nó thuận buồm, cái đó cái bản mệnh cho được nhân tình, thế rồi gia đình được hạnh phúc, thì những người đấy thì ít được ốp. Hoặc là ví dụ như tôi chứng kiến là những người nào mà căn mệnh mà thuộc hàng pháp sư thì cũng ít được ốp. Hoặc là ví dụ những người mà người ta lộc buôn bán thì người ta cũng ít được ốp. Thì nhưng ngược lại có những đồng thầy cũng chưa bao giờ bị thánh ốp, chưa bao giờ được thánh ốp, cũng chưa bao giờ bị vong ốp, nhưng mà họ vẫn nối dõi, tức là gì? Tức là cha truyền con nối, nhà họ có đền có điện thì cha con nối dòng, con nối dòng đúng không chị? Vâng. Tức là như thế này này, tức là như ví dụ như tôi thì bây giờ ấy là người đầu tiên trong dòng họ này, tôi trong dòng họ từ tôi trở về trước bao nhiêu đời rồi không có ai làm việc thánh và cũng chả ai đi lễ đi đền. Thế thì tôi là người đầu tiên mà phải gánh vác công việc tâm linh. Thế thì có những người mà thì bây giờ tôi làm thì tôi mới phải vất vả, bởi vì phải xây dựng từ đầu. Thế là mình phải tu tập từ đầu. Thế còn những người mà người ta được gọi là nối truyền, nối dõi ấy, thì đời cha ông họ đã gây dựng rồi, đã phải khổ rồi, đã thấm nhuần rồi, thì họ xây dựng lên đền phủ, họ áp má cha kề má mẫu, thì họ đến đời con đời cháu họ thì họ được kế thừa lại cái ngôi đền ngôi điện đó, thì con cháu họ đỡ hơn. Thì có thể là họ rất wow. Thì những người đấy mà đứng lên dẫn trình làm đồng thầy thường là không bị ốp, kể cả thánh, kể cả vong không ốp. Thì như vậy thì họ không được cảm nhận và họ chưa từng cảm nhận cái việc bị ốp đó như thế nào, thì họ không biết cái khái niệm đó, thì họ cho rằng là thánh không bao giờ ốp vào người trần đó. Thế nhưng mà những người nào mà hay bị ốp ấy thì mới hiểu được cái tâm trạng đó.
Thế rồi có người thì không hay bị ốp đâu, nhưng mà hay mệt. Người cứ như giả vờ nhưng người mượn ấy. Có người thì lười lắm. Ngày xưa tôi nhớ khách đến nhà tôi xem, có một chị ở trên Thanh Xuân ấy, chị xuống cách nhà tôi xem khoảng độ tầm 6 năm rồi. Chị xuống xem thì nhà ngài mới nói là nhà con có đứa thứ hai sau này về lo việc thánh. Cho nên là nó ngại việc, nó không sợ bẩn chân bẩn tay, nó không sợ đến việc có sai, nó đến 100 năm nó cũng không làm gì đâu, cho nên đừng có mắng nó, mà sau này nó phải lo việc thánh và xuất thủ trình đồng bốn phủ để lo việc thánh. Thì chị mới nói với tôi là con nhà tôi thì nó rửa cái chén, mà sai nó đi rửa cái chén nó ngước ấy, thì nó vào nó lấy cái mà cắp đá ấy, cái cắp mà cắp đá bằng nhôm ấy, nó ra nó cắp cái thứ quai xong vâng. Nó nước sôi vào, nó nhú vào, nó rửa rồi nó mang ra. Đấy, đó là việc vâng. Của những người mà thân cao khổ nặng mà phải lo việc thánh thì không muốn gánh việc trần đâu, tay chân không muốn bẩn. Đã biểu hiện như vậy. Thế cái hiện tượng mà hay bị mệt ý, thì là theo chị thì những cái người mà hiện tượng hay bị mệt mà có căn đồng ấy là do làm sao ạ? À, thế thì cái hiện tượng mà hay bị mệt ấy thì tôi cũng đã từng bị mệt rồi. Ngày xưa thì thì tôi cứ đi làm về ở dưới bệnh viện thì tôi nói chuyện với giả. Nhưng mà tôi về đến nhà là tôi vứt túi đấy, là tôi lên giường tôi nằm, tôi chả làm cái gì hết. Thế thì cái mệt đó là cái hiện tượng là gì? Là của những người căn cao số nặng mà hay thường hay phải lo việc thánh. Thế thì cái mệt đó là gì? Không muốn làm việc trần, không muốn bẩn chân bẩn tay, sờ đến việc là mệt. Cho nên là cha mẹ cứ cho mệt mỏi như vậy, giống như người suy nhược thần kinh ấy, cứ mệt như vậy, mất ngủ, vâng, đúng. Mệt, đau đầu. Để làm gì? Để không làm cái gì việc trần nhiều, cho chân tay không bẩn, tâm cái thân này, cái tâm này, cái ý đấy. Thế thì cái đấy mình có đi khám chả các bệnh đâu. Con người thì tháng 8 kiểm tra, tháng 3 tiểu mẫu, cứ đến tháng tiểu mẫu là mệt, là đau đầu, là ốm, đi viện nằm chán nằm chê lại về, không khỏi bệnh, uống thuốc cũng không khỏi. Thế thì những cái người đấy là do là hoặc là ví dụ có những người tức ngực khó thở, hoặc là suốt ngày thở dài như thế này. Đó là những cái biểu hiện mà con cái cửa cha cửa mẹ, mà cha mẹ nhắc nhở để đi lễ, nhắc nhở lễ cha lễ mẹ mà mình không biết, thì mình cứ bị khó thở, mình cứ bị mệt, mình cứ bị thở dài. Thì cái việc mà cho em nói một chút về cái vấn đề mệt, bởi vì là cái thời gian đầu mà khi mà em chưa xuất thủ trình đồng ấy thì em cũng rất là hay bị mệt. Thì sau đấy thì em có nghiên cứu thì à, mạng kém mình nghe không được. Chị không nghe rõ ạ. Alo. Alo. Ừ, đó. Nghe nó không được rõ. Nghe được. Thì mạng kém. Ờ thì là em em mới sau khi mà cái năng sau khi mà em cảm nhận được cái việc mà mệt của mình ấy, thì em mới thấy được rằng là vì khi mà mình là con nhà ngài thì mình được tiếp nhận cái năng lượng âm rất là nhiều, và nếu như mà mình không giải thoát được năng lượng âm như chị nói đấy, là mình phải đi làm việc âm thì mình giải thoát cái năng lượng đó, thì lúc đấy thì mình mới hết mệt được. Thì cũng có một giai đoạn mà cách đây hồi tháng 3, mà lúc đấy là em cũng đã từng nói gọi điện cho chị, là hồi đấy là em bị đau tim. Em cứ nằm là em bị đau tim, và em cứ cảm giác như cả mình có một cái sợi dây phép ấy bị buộc vào, trói vào cái tim của em. Đúng thì rồi. Sau đấy thì em mới phát hiện ra là em có căn. Thì lúc đấy là em mới đi mua khăn phủ diện. Nhưng mà em chưa hầu nhá, đến tháng 8 em mới hầu, thì em phát hiện ra là em có căn, em đi mua khăn phủ diện thì em hết bị đau tim. Em hết bị đau tim, nhưng mà em lúc đấy thì em vẫn chưa có tư duy là ra mở phủ đâu, tại vì là em chỉ mua khăn phủ diện và em để đấy thôi. Thì đến khi em đi đền Vua Cha Bát Hải thì em bị trói tay, và các đền quan em đều bị trói tay, thì lúc đấy em mới quyết tâm ra. Đấy là thể hiện cái sự bướng bỉnh của em. Thực sự là em cũng bướng bỉnh trong cái vấn đề đấy. Nhưng mà về vấn đề mà căn số thì đúng là cái việc là mệt ý, thể hiện ở cái việc là thứ nhất là mình hay bị mệt và mình không thể giải tỏa được cái năng lượng ở trong cơ thể của mình. Và cái việc đấy đồng nghĩa với việc là mình cũng phải giải tỏa bằng cách là mình làm việc âm. Dù là cái người mà ví dụ như hai chị em mình là đều gánh vác việc trần và lo cả việc âm nữa, thì đều phải lo cả việc âm thì nó mới giải tỏa được cái năng lượng âm của mình. Thì lúc đấy thì mới có thể đỡ mệt được.
đồng cùng với cả cái việc đấy nữa thì em cảm giác việc như chị em mình ấy, thì ví dụ mình đi ra ngoài đường hay là mình đi lễ hoặc là đi đến một nhà ai đó thì âm phần của nhà người ta hay theo mình, và để người ta hay theo mình thì người ta phải làm một cái gì đó tương tác vào tinh thần của mình để cho mình biết là à có người theo đây thì phải giúp người ta. Thì cái việc đấy cũng là cái cách, cái việc mà những người làm việc âm cũng phải xử lý đến những cái vấn đề đấy, tức là giúp cho những người âm đấy được giải thoát thân tâm và được gọi là tu tập để có thể siêu sinh tịnh độ nơi cửu tuyền. Thì tiếp nữa là đến cái vấn đề là sau khi mà, bởi vì quay lại cái vấn đề chủ đề là vì sao quyết định ra Bắc Ghế Hầu Đồng ấy, thì có một cái vấn đề mà thời gian gần đây thì em thấy rằng là các đồng thầy khi mà nhận con đồng thì gặp một tình trạng là có những con đồng ấy là họ họ quên mất một việc là trên theo thánh dưới theo đồng thầy và họ chưa học. Thì em nghĩ rằng là ngày xưa, thì sau khi mà em tìm hiểu thì em biết là ngày xưa các cụ ấy mà khi mà chọn một con đồng ấy thì rất là cẩn thận trong cái việc đấy, nhưng mà đến ngày nay thì không còn cái sự cẩn thận đấy nữa, cho nên nó bị như kiểu là bị ảnh hưởng vào cái lề lối giáo lý của nhà của người theo đạo. Thì theo chị là những cái người mà theo về cái việc mà tu đạo, nhất là tu đạo mẫu này ý, thì cần trước khi mà xuất thủ trình đồng ý, thì họ cần phải học những cái gì, cần phải đối mặt với cả cái việc tu đạo ra làm sao? Nguyễn Yến thì chúng ta trả lời vâng. Chia sẻ như thế này, tức là như thế này, cái này nó cũng tùy theo vâng. từng thầy đấy ạ, tùy theo từng vâng. từng thầy đồng của mình ấy. Ví dụ vâng. như cô Hoa, như chị Hoa nhá, thì chị vâng. khi mà một bạn mà có căn đồng số lính ấy mà đến mà nhờ chị để chị dẫn trình ấy, thì vâng. trước thì chị cũng không nói nhiều đâu, nhưng có lẽ là mình không nói sau một cái giai đoạn mà mình chiêm nghiệm lại ấy, mình rút ra kinh nghiệm vâng. nghĩ rằng là nếu như mình không bỏ ban con nhang đệ tử mình thì họ sẽ không biết đường để họ tu tập đâu ạ. Họ cứ tưởng rằng vâng. người ta là họ sẽ được thuận buồm xuôi gió ngay, và họ sẽ được vâng. họ sẽ được mọi cái ý muốn, họ sẽ là ăn nên làm ra mà có nhiều lọc. Thì trước khi trả lời câu đấy thì nói với Yến với mọi người là như thế này, nếu mà mở phù xong ấy mà ra mà ta được thuận buồm xuôi gió hay cũng khác ấy, thì có lẽ là vâng. ai cũng ra mở phù cả, ai cũng thích hết, bởi vì chẳng tội gì mà cũng làm ra cái được thuận buồm vâng. chẳng tội gì mà không làm. Thế thì ngày xưa các cụ mới đúc kết một câu là 3 năm thử lính, 9 năm thử đồng. Và đúng rồi. Dễ mà giữ lễ là khó, khéo bu thì nổi, vâng. thì chìm. Tất cả những câu nói đấy các cụ đúc kết ra không sai câu nào. Thế thì một người mà vâng. ra mà trình đồng mở phủ, xuất thủ trình đồng mở phủ mà trước khi ra để mà cắt tóc làm tôi, nối lời làm con, cửa đình thần tứ phủ thì bao giờ tớ cũng khuyên, thứ nhất là chỉ dạy cho con nhang đệ tử của mình. Thứ nhất là cái con đường tu nó rất là khó. Một người bình thường ta tu đã khó rồi, cái người mà cắt tóc làm tôi, cửa đình thần tứ phủ tu lại càng khó. Thứ nhất là ta phải tu được tâm, cái thân, cái ý, cái khẩu. Vâng. Tức là gì? Ví dụ hàng ngày mình hay ăn ta gọi nương na, nói là dễ hiểu, ăn cục nấy khác đi. Vâng. Nhưng mà khi mà ta bước chân vào cửa đình thần tứ phủ ấy, tức là ta vào xuất thủ trình đồng để để cắt tóc làm tôi ấy, nối đời làm con, cửa đình thần chào mọi người nhá, nói năng ta cũng phải suy nghĩ, ta cũng không nên nói tục nói bậy. Thế rồi cái tâm vâng. ta cũng phải nghĩ cho nó tốt. Ví dụ nghĩ về một con người, ta phải tự bi hỷ xả. Ví dụ ta nghĩ một cái thằng tội phạm ấy, thì ta cũng nghĩ rằng à cái vâng. tội phạm nó không muốn như vậy đâu, nhưng bởi vì là nó vâng. nó sinh ra cái giờ cái tháng nó không may mắn mà nó rơi vào cái hoàn cảnh như vậy thì nó phải như vậy. Chứ còn thực ra một lúc nào đó nó ngồi nó suy nghĩ thì nó cũng không muốn làm với con người tội lỗi như vậy.
mà nó cũng muốn được học hành, nó cũng muốn được ngồi lên trên vị trí cao, nó cũng muốn ăn ngon mặc đẹp đấy, thì ta phải vâng họ mà do cái căn cái bệnh người ta chia sẻ với họ là một đấy là ta là tâm đấy. Thế cái thứ hai là khi mà gia trình đồng mở phủ ấy thì không phải là ra cái là chúng ta cầu cái gì được ngay cái đấy, cầu cái gì được ngay cái đấy, nó còn phụ thuộc vào từng con người. Ví dụ như một bạn A này, bạn ấy tâm cửa Phật, thật tâm cửa Thánh, thực là nhất tâm, trên theo Thánh, dưới theo Thầy, kính Thánh trọng Thầy. Ví dụ như như thế này này, ngày mai Thầy bảo đi lễ trình đồng cửa vua cha, trình khăn, trình áo bạn mệnh cửa vua cha, nhưng cũng ngày mai bạn ấy rơi vào một bạn chơi với bạn, thế thì bạn sẽ chọn con đường nào? Nếu bạn chọn là đi về trình đồng, trình khăn áo bản mệnh về cửa vua cha đi lễ, gọi là lễ nhà hài, đấy mới là cái đường tu. Còn bạn ấy chơi tham ăn, bạn ấy dùng game, bạn ấy đi chơi chứ bạn không đi lễ thầy, thì đó là chưa phải là sự nhất tâm. Thì cha mẹ sẽ cho những cái người mà đi nhất tâm, thì đương nhiên cha mẹ sẽ chấm là cái người này nhất tâm, thì cha mẹ sẽ cũng giống như người Trần nhà mình ấy, cái ông giám đốc mà ông điều hành nhân viên, mà ví dụ ông bảo nhân viên làm cái này mà cái anh nhân viên này anh bảo là mai em phải đi chơi thì em không làm được, thì đương nhiên là giám đốc phải bực mình, đúng không nào? Mình với nhau rồi thì đương nhiên là phải ghi cái tội đấy đấy. Thế còn mà sai cái người nào mà người ta nhất tâm, người ta đi làm ngay, người ta làm hoàn thành nhiệm vụ về, thì đương nhiên người ta sẽ được khen thưởng. Thì cái việc nó cũng vậy thôi, tức là tu từ những cái đấy, tức là những người còn tham sân si, còn ham chơi ham vui mà không lo việc tu tập đi lễ nào việc đấy, không trong những là trong tâm mình, trong suy nghĩ của mình không bao giờ nghĩ đến là cái trách nhiệm của mình phải đi lễ, phải tu tập để dưỡng tâm tính, thì cái đường tu nó sẽ dài, nó sẽ lâu, và cha mẹ sẽ chấm ở đấy, không tổ ngay cho mà phải thử thách. Ví dụ thử thách xem là cái tâm cái lòng của mình đã tốt chưa, đã được chưa, đã thu được chưa, thì thử cái nào mà được rồi thì cha mẹ mới ban lộc ban tài. Còn là dụ như là cho ngay thì bỏ hết việc thánh đấy, thì là cái đường tu tập tận đệ tử như vậy. Cái thứ hai là thứ nhất là mình cũng phải ra trước, trong nhà mình là mình kính cha thờ mẹ, mình phải tôn trọng, mình phải chia sẻ với bố với mẹ, lễ phép lễ rồi anh chị em phải từ khi nghỉ xả. Thế là đối với âm phần âm nhà mình thì việc đầu phải tôn gấp lập thờ lô nhang cho nó đúng, mình thờ cũng tổ tiên bên chồng cũng như bên đẻ là mình phải đúng như thế, bên cha cũng tính mà bên chồng cũng tính mà bên đẻ cũng trọng, tâm lòng như vậy. Thứ hai là phải biết đến tổ tiên, biết đến mồ mả, ví dụ như vậy. Ví dụ như là ngày Tết chẳng hạn, đến Tết thì thường thì 30 các nơi thì thường là 30 là ra ngoài bộ là sáo cỏ rồi nọ kia các thứ, là mời các cụ về ăn Tết, thì mình cũng phải có cái tâm thẳng như vậy, đại loại là tu tâm tu tính đấy. Đấy là trong nhà, hay là ví dụ như là mình đi làm người ta ngoài đường thôi, thì người ta gọi là chín một điều nhịn chín, ta nói mình mặc dù mình có thể không sai đâu, mình đúng đấy. Họ nói mình thôi thì nhịn đi cho nó xong, rồi mình đi quay đi chỗ khác để cho mọi việc nó gọi là êm xuôi. Bây giờ mình là cãi nhau với họ, nói vài câu là đánh nhau đấy, những cái điều đấy. Thế rồi mình phải đúng lề đúng lối, đi lễ đi bái phải đúng. Tôi vẫn dạy đệ tử của tôi là gì ạ, một năm tôi có từng lấy vấn này, thứ nhất là lễ tự nguyên, thứ hai là hội khai hội, thứ ba là vào hè, thứ tư là ra hè, thứ năm là đón tiệc mẫu, thứ sáu là thứ bảy là lễ tạ tất niên. Thì ít nhất những cái ngày đấy là con nhân đệ tử phải biết đến chốn tổ, phải về mang về cho thầy bài biểu bái nhất tưởng đâu, thì tháng trước là gần thì phải có đến cửa mẫu, phải có từ sớm đến trạm đến cửa mẫu, đến câu chốn tổ để lễ. Thế còn nếu không đến được thì phải gọi điện cho thầy là thầy ơi con không về được, thầy viết cho con xin một lá sớ để thầy kêu cầu câu đối hộ con. Tức là gì, mình phải có tấm lòng, phải có cái tâm đối với cửa chốn tổ của mình, đối với cửa cha cửa mẹ đấy. Còn không cần tiền nhưng chỉ cần trong đầu mình suy nghĩ về việc đấy đấy. Thế thì tôi thì hay dạy con nhang để vậy.
còn chẳng biết là các thầy như nào thì không biết. Thế còn nhiều vấn đề phải phải dạy, nhưng mà phải dạy dần dần. À, thế ví dụ như là có những người đi theo tôi chẳng hạn, mà cha mẹ bảo là phải theo thầy để tu tâm tích đức, học đời, đời học đạo. Tức là gì? À, thấy thầy đi làm thì tôi mẹ hưởng thầy lắm, lục nhiều tài lắm. Nhưng mà thực tế ra thì không phải là như vậy. Có những trường hợp mình phải giúp, giúp thật sự, giúp bằng cả tấm lòng, cả trái tim của mình. Tức là gì? Thầy người ta bằng cả tiền là không nề hà, không ngại khó ngại khổ, thức đêm thức hôm, nhưng có khi ra không lấy một đồng nào. Có những trường hợp vẫn phải giúp như vậy. Ừ, con về đi. Có những trường hợp phải giúp như vậy. Mai con phải sang đây rồi đi xuống đền chứ. Thôi được rồi, mai cũng học nhé. À, có những trường hợp phải giúp, nhưng có những trường hợp thì mình làm thì mình cũng phải có gọi là một ly một lai để còn phụng sự nhà thánh. Nhưng có những trường hợp phải giúp bằng, đúng rồi ạ, không có một cái gì hết, vẫn phải vâng, giúp bằng cả một cái trách nhiệm của một người thầy đấy. Thì cái người đệ tử đi theo thầy thì phải học được những cái điều đấy, tức là phải biết được chỗ nào là giúp, chỗ nào cần. Còn đi làm cũng không phải hỏi đến đấy, cũng không phải là mình làm cho chỗ này mình phải đòi cái này, cho mình phải làm cái kia. Ai có nhiều thì cảm ơn, mà không có thì có khi cho đấy. Đấy là theo thầy để tu tâm tích đức, để học đời học đạo là như vậy. Bởi vì cái việc tâm linh nó không phải một cộng với một bằng hai, mà nó vô cùng lắm đấy. Thế thì còn nhiều vấn đề phải dạy con nhang đệ tử lắm, nhưng mà nói ra thì dài lắm, mà phải dạy dần dần từ từ chứ. Một lúc họ cũng hiểu được đâu, họ đang wow, mà dạy một lúc họ cũng chẳng hiểu được cái gì, biết gì đâu. Đúng ạ. Em thì em thấy rằng là cái thời buổi hiện nay ấy, thì thường thì là những cái người mà ra hầu ấy, phần lớn, đa phần nhá, phần đa cỡ khoảng tầm 70% là họ luôn luôn nghĩ đến cái việc là ra hầu để xin lộc, thay vì là ra hầu để được tu. Và cái này là cái cũng là một cái việc mà nhà ngài, tức là bên đạo mẫu ấy, bị hiểu sai rất là nhiều. Chính vì thế mà có những người mà không theo đạo mẫu, mà họ chỉ đứng ở ngoài họ xem thôi, thì họ rất sợ cái việc mà ví dụ như là gọi là đi hầu nhà ngài, nhà thánh, hoặc là ai tu theo nhà thánh thì họ rất là sợ. Thì cái đấy cũng là một cái mà chúng ta cũng cần phải có cái sự mà củng cố và hiểu rõ về cái việc mà tu đạo bên đạo mẫu hay là bên đạo Phật. Thì ngay cả bản thân là theo như em, để em cảm giác được rằng em thấy được nhá, là cái việc là tu ấy thì không ai có thể tránh được. Cái con đường tu đạo thì không ai có thể tránh được, mà chỉ có là trước hay sau thôi. Nhưng có một số người thì là người ta lười tu, trên người ta mới bỏ mặc, phó mặc cái việc đấy cho việc là đàn lễ. À thôi, tôi ra mở một đàn lễ ra, sau đấy là thế là xong, là tôi sẽ được nhà ngài cho lộc. Nhưng họ không biết được rằng là dù mở trước hay mở sau, nếu như người đấy không tu thì họ cũng vẫn không yên bóng được. Thì quan điểm của em là như thế, chứ không phải là vì phó mặc cho một cái đàn lễ mà họ có thể xong được cái việc tu tập ở đường trần. Việc của Yến nói thì cũng hoàn toàn là đúng đấy. Bởi vì bây giờ như wow, thế này là hai trường phái. Wow. Hai trường phái, ta không nói về đạo Thiên Chúa giáo nhá. Ta nói đạo Phật, wow, đạo Mộc thôi. Nó có hai trường phái. Bởi vì là chúng ta nếu mà đi đến chùa mà tụng kinh niệm Phật ấy, thì chúng ta cũng chả mất cái gì nhiều đâu. Bây giờ chùa thì người ta cũng kêu gọi là không được hóa vàng mã, vào chỉ đặt giọt dầu nấn nhang thôi. Thế thì thường thì các cụ nhà ta là hay đi lễ Phật và hay kêu gọi con cháu đi lễ Phật. Kể cả các sư cũng hay kêu gọi con cháu là đi các Phật tử ấy là đi lễ Phật. Bởi vì lễ Phật thì thực ra là chùa thì người ta đến cầu bình an. Và thực ra thì các nhà sư người ta cũng giảng dạy cho con người ăn ngay ở thẳng, hiếu thảo thuận hòa. Thế rồi dạy tu tâm tích đức. Thế rồi nhưng mà cái được một cái là đến cửa Phật thì đúng là nó cũng tịnh tâm. Người ta tụng kinh niệm Phật cũng tịnh tâm. Và cũng không nhiều tiền. Tức là chúng ta thì hiểu là đến cửa Phật thì chúng ta chỉ có ăn chay thôi. Thế rồi chúng ta giọt dầu nấn nhang thôi. Chúng ta có dâng tí lễ, chúng ta cũng xin lộc chúng ta về thì không mất gì nhiều tiền. Nhưng mà thực ra ấy thì những người mà căn đồng số lính ấy
thì chỉ theo mỗi mình Phật thì lại không được. Ví dụ như là đơn giản như thế này này, ví dụ chúng ta mà hay bị bệnh đau đầu này, chúng ta hay mệt này, chúng ta hay ốm này, chúng ta hay tức ngực khó thở, giống như là bạn Yến là bị đau ngực giống như là bị bệnh tim ấy. Hoặc là ví dụ như có người thì bị cơ đầy hâm hâm nước dở. Tôi có chị bạn thì cứ đến 8 giờ, 6, 7 giờ là đái ra một chậu xong rồi tự đổ lên người. Cơ đầy một chục ngày như vậy, sau đấy thì phải ra đi hầu đồng. Thế rồi tôi cũng quen một bạn đến nhà tôi xem thì bạn kể chuyện này ngày trước là bạn toàn đái ở bôi vào mặt. Thế này cũng là cơ đầy. Thế rồi có nhiều người đến xem thì bảo là cứ 12 giờ trưa là đầu trần độ như thế, đi lại khoảng độ mấy trăm mét, cứ vòng đi vòng lại nhiều lượt như thế như người đi bộ ấy. Đấy là cũng là một dạng cư hành. Thế rồi cùng người thì cứ ngửa mặt lên trời với lạy cô, hôm nay cô đẹp thế, cô mặc áo trắng cô đẹp thế, cô mặc áo đỏ cô đẹp thế, ví dụ như thế, cũng là một dạng cơ hành. Thế rồi có những người thì vất vả 2-3 lần chồng không ổn. Có những chị khách đến nhà tôi xem thì bảo là con 4 lần như thế này rồi, nhưng nếu con không ra hầu thánh thì 5 lần cũng là ma không chồng. Chị đếm đếm 4 lần rồi và cuối cùng chị ra hầu, nhưng chỉ vì không tiến mã Chúa mà Chúa vẫn cho duyên nó rẽ ra. Năm rồi yêu một cái anh này là đại tá ở trong xin giấu chức vụ, bởi vì sợ trong này 44 người cũng có người nhỡ may lại biết học viện quân y, thì anh ấy đại tá và anh ấy cũng có một cái chức vụ rất lớn ở trong đấy. Vợ chồng bỏ nhau, chị này cũng 4 lần chồng rồi. Thế và khi yêu anh ấy thì chị này rất là xinh gái và anh ấy thì cũng là phong độ, nhưng mà cuối cùng rồi hai người cũng không lấy được nhau. Và khi chị đến xem thì nhà ngài bảo đây là do cái căn số của con chưa làm đủ, cho nên là người ta rất yêu con, nhưng khi người ta đến nhà con thì người ta cứ lửng lơ ấy, thì rồi người ta sẽ cuối cùng rồi chưa chắc duyên đã đậu được. Thì đúng một thời gian sau thì anh ấy đi lấy vợ khác. Đấy là nói như vậy là cũng có người mà bị vất vả và đường tình duyên. Thế có người mà tôi được biết là những người nào mà sát về Chúa và sát về Uber thì lận đận thôi, nhưng riêng sát về Chúa Bà thì rất là nhiều người bị sẽ duyên. Đấy là theo kinh nghiệm xem ta có thấy mà khách họ đến thì là gọi là đúc rút ra cái kinh nghiệm nó là như thế. Thế thì thế chị cho em hỏi là về cái vấn đề dễ duyên ấy, về cái vấn đề dễ duyên ấy thì là theo như chị là như thế nào? Em muốn nói chuyện với chị về cái vấn đề, kể cả về vấn đề khoa học lẫn về vấn đề tâm linh ấy, thì cái chuyện mà về vấn đề dễ duyên này thì là do làm sao, do liệu rằng người ta, nếu như mà người ta tu tập tốt thì họ có thay đổi được không? Có những người, có những trường hợp căn số mà người ta cũng sát, thường người khác thì cô Hoa không biết nhá, nhưng mà riêng cô Hoa làm việc trải qua nhiều năm thì thấy rằng là những người nào mà cứ soi ra mà ra Chúa, sát về hàng Chúa, bao giờ nhà gái lên cũng nói là con sát về hàng Chúa và cái duyên rẽ ra như thế này, con không biết lễ cha lễ mẹ, không biết hầu cha hầu mẹ thì duyên sẽ rẽ như này, thì đúng là duyên họ bị rẽ. Thế và những con người ra rồi nhưng mà vẫn bị rẽ duyên, và cô Hoa đã từng gặp có những người đến nhà cô Hoa xem và sau đấy đi mở phủ có khác, và đến khi mở phủ có những người được một năm, người được một năm rưỡi, có khi có người vừa mở xong được mấy tháng đã bị rẽ duyên ra rồi. Và vừa rồi có một bạn đến đây thì mở phủ được 6 tháng rồi, nhưng mà mở xong cái thì vợ chồng lại chia rẽ mà con thì bị chết đấy. Thế thì thế có vấn đề khắc phục nào không chị? Tu tập chưa, một là do thầy, hai là do mình. Đấy thì có hai cái trường hợp bây giờ thì cũng chưa, mình cũng chưa đánh giá là do thầy hay do bạn ở đây là đang nói chuyện để nói về cái chuyện đấy, nó lại rẽ sang hướng khác nên là không muốn nói, nhưng đại loại là nó sẽ hướng một là do thầy, hai là do mình tu tập đấy. Thế thì đấy, có những người mở rồi nhưng mà ra vẫn bị rẽ duyên, tức là chưa được, chưa đạt được, thì một là do thầy, hai là do mình, đường tu của mình chưa tốt đấy. Tức là ý chị là do mở đàn lễ hay là như thế nào ạ? Ý chị là cái việc mà nếu mà muốn nói là một là có thể do thầy, tức là gì? Người thầy không soi căn nối quả được, đáng cho mình của họ phải làm cái này nhưng mà thầy không biết thì thầy chỉ làm đến đây thôi, thì họ thiếu cơ đầy thì họ phải bị như vậy. Thế có người thì do họ, bởi vì là gì? Do họ không tu tập tốt, tức là gì? Họ mở xong mở lơ đãng, họ không nghĩ đến việc tâm linh, họ không nghĩ ví dụ như đáng ra họ phải lo việc thánh, nhưng mà họ cứ trốn tránh, họ không làm.
bây giờ bảo họ là đi làm cái nọ, bảo họ phải đi lễ với thầy, bảo họ phải làm việc này, nhưng mà họ nhất quyết là họ trốn, họ không muốn lập đền lập điện, họ không muốn gì gì đó, thì là do cái đường tu tập của họ chưa tốt thì họ sẽ bị vẫn bị gọi là cơ hành đấy. Thế thì là như vậy. Thế còn cái vấn đề vừa nói gì xong lại quên rồi, cái câu chuyện câu hỏi của Yến lúc nãy ấy, là cái đường tu đúng không? Vâng ạ. Em hỏi về vấn đề khi nào người ta mở phủ xong chưa? Thế thì vâng, đúng ạ. Quay lại bên Phật thì là như vậy đấy, không tốn kém. Phật thì vâng, nhất tâm mà, chỉ cần nhất tâm thôi. Nhưng mà bên cửa thánh là thật tâm, tức là thật tâm, thật tính, thật lĩnh, thật đồng. Đấy. Vâng. Thế thì bên thánh thì là gì ạ? À? Người điên, người dở, người dại, người dồ, người hành bị nọ bị kia, mất mát, làm ăn thua lỗ, rồi long đong lận đận, rồi cứ như người giả vờ không làm được gì. Tất cả cái việc đấy là đều là những người căn cao số nặng. Cũng giống như một đứa trẻ khi đẻ ra ấy, mới đẻ ra đã quấy khóc rồi, đã bướng bỉnh rồi, đã ngang bướng rồi, đã nghịch ngợm rồi, đấy cũng là những đứa mà căn số đấy. Thì ta phải gửi bán khoán, ta phải tôn nhang bản mệnh, ta phải thuế nọ thế kia để cha mẹ che chở cái bản mệnh cho họ. Thế thì còn người lớn mà phải ra trình đồng mà ta không ra ấy, thì bị hâm dở rồi vợ chồng bỏ nhau, làm ăn mất mát thua lỗ thì ta phải ra. Nhưng ác một cái là ra theo thánh thì quả đáng tội là nó mất nhiều tiền, mà nó mất nó không theo một cái barem nào cả. Nó không phải bảo là anh bị cái này barem của anh là từng ngày tiền, anh bị cái kia barem của anh là từng tiền. Nhưng mà cái bên thánh wow, khổ lắm, mỗi thầy một kiểu, trăm quyền nghìn phép, phép thì cũng chỉ wow, là những người thôi. Nhưng mà có thầy thì phải hàng trăm triệu, 150 triệu họ mới làm. Wow. Có những người thì 70-80 triệu, có những người thì trăm triệu. Tôi đã chứng kiến có những đứa con nhang nghệ tử xuống đền mẫu kiểu hầu 200 triệu. Một canh hầu 200 triệu. Hoa từ trong đền hoa ra ngoài. Hoa của họ đã bằng mấy chục triệu, đã bằng canh đàn của mình rồi. Đấy, nói như vậy. Wow. Thậm chí là tiền mã thì cũng mấy chục triệu rồi. Mã mấy chục tiền mã cũng mình. Vâng. Bánh kẹo tức là 200 triệu. Thế thì vâng, thì tớ mới nói như thế này. Thực sự những người căn cao số nặng mà phải ra hầu thánh là vất vả lắm. Ai cũng vất vả vâng, hết. Không ai cũng cướng. Tất nhiên cho em hỏi về cái chị, cho cái tiện thì thể đang nói đến cái vấn đề mà lễ mã ấy, thì em vẫn nghe thấy cái câu nói là Phật Thánh chấp tâm không chấp lễ. Thì ở đây nhiều đồng thầy mà đòi hỏi con nhang đệ tử cái vấn đề mà lễ mã nhiều quá như thế, mà bản thân là những cái người mà đã bị cơ hành rồi thì người ta làm gì có tiền đâu. Và em biết được có những người là người ta phải đi vay nặng lãi để làm. Thì chị, quan điểm của chị về cái vấn đề này là như nào ạ? Tức là như thế này này, mà mã này phải đủ. Vâng. Mã đủ. Nhưng mà thực ra mà nói thì ví dụ như mã tiểu thì cũng là mã đại thì cũng là mã. Vâng. Mã cũng là mã. Nhưng mà cái khổ một cái là như thế này này, bây giờ thì thực ra ấy, nó cũng rất là khó. Ví dụ ở vùng quê thì người ta hay làm cái mã nhỏ thì thôi cũng được. Bởi vì vâng, cái mã to thì nó tốn tiền và cái mã nhỏ thì nó ít tiền. Thì ở quê họ vẫn vâng, được làm mã. Nhưng mà ví dụ như ở Hà Nội, Thường Tín ấy, Hà Nội ấy, thì họ không ai họ làm mã tiểu, cùng lắm là mã trung vâng, chứ còn mã tiểu là họ không làm. Đấy. Thế rồi đi ra một cái đền to phủ lớn mở phủ mà cái đàn mã bé ấy, thì họ không mang giúp cho mình ít tiền, là họ không, một chuyến xe họ cũng mang xuống. Thế đành ra là mình cứ phải cái mã to, mà mã to thì nó tốn kém một chút. Nhưng mà còn vâng, nhiều, không phải riêng gì mã. Ví dụ như là một đàn lễ phải sắm 40 suất lộc hay là 50 suất lộc. Thế rồi thầy mời đông con nhang vâng, đệ tử, mời đông người, đông khách, anh em họ hàng nhà thầy 40-50 người, thì đương nhiên là phải sắm nhiều lễ. Sắm nhiều lễ thì mất nhiều tiền, mà lễ to thì nhiều tiền, mà lễ bé thì ít tiền. Thế thành là có tiền vào chỗ đấy. Cái thứ hai là tiền phát lộc. Phát lộc thì ví dụ như đông người thì phải phát hết nhiều tiền, ít người thì ít vâng, tiền. Thế rồi lại còn tiền văn, tiền tứ trụ, tiền bếp núc người ta nấu cho mình ăn, rồi tiền lễ, mọi thứ nó cộng vào đấy. Thế nhưng nếu như thầy mà thương con nhang đệ tử thì đại loại là nói trên đây thì nếu mà ai thông cảm thì ấy, mà không thì người ta lại bảo là mình nói này nói khác. Nhưng mà thực sự ra mà nói thì có những thầy làm hàng trăm triệu ấy, 70-80 triệu vâng,
Nhưng mà ví dụ như gọn lại vài chục triệu cũng làm được, thì nó sẽ vâng. nó sẽ đỡ cho người cái người người ta đang vất vả đấy. Thế thì có những người người ta ví dụ người ta thu, nhưng mà người ta đáng ra cái người đấy căn soi căn bói, đáng ra phải tiến mã nhà Trần chú bói, nhưng mà họ không làm, thì họ chỉ làm bốn phủ thì nó đơn giản, hầu ít hơn, mã ít hơn, mọi thứ ít hơn, phát lộc hầu ít thì phát lộc ít, thì nó đỡ và thực ra mệnh họ cũng yên đấy. Thì nó cũng vô cùng lắm, cái này nó không có một bài học, nó không có cũng phải là sách vở 1+1=2, mà nó phải tùy theo từng bản mệnh của mỗi người. Vậy nên tốn kém, nên không thích theo thánh, mà nói đến đi hầu thì không cần. Thầy bây giờ bảo 100 triệu mà vẫn hầu 70 triệu, có thầy thì bảo 80 triệu mới được đi đền to phủ lớn, thì họ không có 50 triệu thì họ không đi, thì không đi thì mệnh họ không yên đấy. Thì nó rất là khó, nên họ cứ nhìn vào đi hầu thánh là họ sợ, nói đến phải hầu mà hầu đến chiều sẽ có lập phúc cập cập ấy, họ sợ, mà họ cũng chưa hiểu làm sao cả. Họ chỉ biết là bây giờ đi hầu cứ mất mấy chục triệu là họ khiếp lắm, họ không dám đi đấy. Thì cho nên là cái việc tu tập mình chỉ nói là ví dụ như là bây giờ bảo về tỏa bóng ở đền Vua Cha hay đền Mẫu mà phải có từ 5 triệu mới cho đi tỏa bóng, thì họ làm vâng. tiền họ cũng đi không, một năm vâng. hầu 40-50 triệu một năm một phấn, họ chỉ hầu được một phấn thôi, còn cái khác tiền hầu. Thế thì họ sợ, sợ bên theo bên thánh là như thế, cho nên là họ có nhiều người họ cứ xin là để quy Phật đấy, nhưng mà vâng. không, không được. Có nhiều người căn cao sát căn sát bóng không quy được, mà nếu khôn hồn thì phải tu bên thánh, cửa thánh thì mới được, còn tu cửa Phật thì vẫn khổ, vẫn khổ, và chỉ được tĩnh tâm đi chùa thôi, còn vẫn khổ. Và cuối cùng con cái mình phải gánh, con cái mình là người phải gánh, bởi vì vâng. cha mẹ không tu được thì đến đời con là con được. Mình tôi cũng gặp nhiều trường hợp như vậy rồi, đấy là ngại luôn lắm. Tiện thì nói đến vấn đề mà về nhà Phật với cả nhà Thánh ý, thì theo như em hiểu và em biết được ở cái thời gian gần đây về những cái luồng thông tin tin tức ý, thì em thấy rằng là đạo mẫu, bây giờ em khẳng định là đạo mẫu là đạo quốc Việt của Việt Nam, bởi vì là khi mà mình hầu đạo Thánh thì mình hầu những tưởng nhớ đến những cái vị thánh đã có công với đất nước Việt Nam mình. Còn đạo Phật thì là đạo mà đạo du nhập của bên Nepal sang bên Việt Nam. Thì nếu mà nói là tách thì em cũng không tách, nhưng mà thường thì là bây giờ những người mà tu theo đạo thánh thì vẫn là thường là trên theo Phật, dưới theo thánh. Thế nhưng mà nhiều người ý, thì người ta cứ hay có cái tư tưởng là gì là thôi tôi theo đạo Phật, bởi vì là Phật thì cao hơn thánh, cho nên là tôi đeo theo đạo Phật cho nó cao hơn hẳn luôn đi. Chứ còn nếu như mà theo đạo thánh thì tốn nhiều tiền lắm. Với lại những người xung quanh, bản thân xung quanh mình, ví dụ như là gia đình mình này, bố mẹ này hay họ hàng này, hoặc là bản thân là hàng xóm, thế người ta khi mà người ta không tín tâm ý, thì người ta luôn luôn bài xích cái việc mà mình theo đạo thánh. Đấy cũng là một cản trở cho việc con đồng đi tu theo đạo thánh. Thì em thấy rằng nhá, là cái việc mà mình tu đạo thánh và đến với việc gọi là phụng sự nhà ngài, thì bản thân mình cũng phải là cái người mà tu và cũng phải là thực sự là chinh phục, cái đủ bản lĩnh để chinh phục được những cái người xung quanh của mình, để người ta hiểu rằng là cái việc mà tu theo đạo thánh này là tốt, chứ không phải là không tốt. Và tu không phải là người ta không nhìn thấy những cái gọi là những cái vấn đề mà gọi là tiêu cực trong đạo mẫu. Thì đấy là những cái cách mà em nghĩ rằng là những người tu đạo thánh cần phải làm. Alo chị có thấy, chị có nghe thấy em nói không? Ra thì như thế này, như vừa xong chị vừa mới rồi, ra Phật thì từ khi bên Phật thì không phải đi hầu thánh, không phải đi hầu, bởi vì chúng ta đi hầu nó còn dứt sắc như thế này này. Thực ra
thì mẹ cũng có chấp của chúng ta là nhiều tiền hay ít tiền, mà chấp gì, chấp cái tấm lòng của chúng ta. Chúng ta có thật tâm thật tính, chúng ta có là cái người mà từ bi hỷ xả, cái người nhân hậu không, để mà thương người không. Để chúng ta có tu được, rồi chúng ta có không biết đến đền đến phủ không để thắp cho nhà ngài, không chấp để chấp hết. Chứ còn tiền bạc thì cha mẹ còn tìm cơ mà, cha mẹ còn độ cho mình để cho mình ăn nên làm ra cơ. Chứ cha mẹ không không chấp, gọi là chúng ta đến cửa con giàu một bó con khó có cái tâm hoa là đủ rồi. Nhưng bây giờ thì cuộc sống người ta bảo phú quý thì tinh lễ nghĩa. Thế thì đồng của chúng ta là như thế này. Cái này nó cũng khó lắm. Cái này nó cũng một là có thể do thầy, rồi có thể là do trò. Thế thì không dám nói, nhưng mà vì cái này thì nó rất là đồng chạm. Thế nhưng mà chỉ nói ví dụ ngay như tôi có cái bạn đến xem ấy, thì bạn nói như thế này: cô bây giờ em đi lễ với người ta mời em, thì người ta mời em đến dự hầu, người ta sắm những cái túi lễ to lắm cô ạ. Bây giờ mà em ra hầu mà em không sắm được những lễ to đấy thì họ lại xì xèo, mời họ đi rồi không có thì họ lại xì xèo. Đấy là do cái quan niệm của chúng ta mà làm hư. Đấy, chúng ta có cha mẹ nào mà chứng cho chúng ta chay dầu? Có nhiều người là quan niệm rất là ấu chính là gì? Dâng lên chay dầu để cho mình giàu có, dâng lên cái lọ mì chính để cho mình ngọt ngào, gọi là đường cho mình ngọt, dâng lên cái lọ gì nhỉ, cờ lọ để cho mình no. Đấy, dâng quả đu đủ cho mình đủ ăn đủ yêu. Có nhiều người họ quan niệm như vậy mà họ dâng lên trên cửa thánh như vậy. Nhưng tôi mà đi hầu thánh ấy, thì tôi chỉ có qua bữa thôi. Vừa rồi thì các bác nhà đền có phê bình là góp ý à, cô ơi cô nên sắm một cái mâm lễ cho nó tươi tươi một tí, không có rồi kiểu người này người khác nó nhìn vào người ta cứ bảo cô nghèo quá. Thì nghĩ mình thân thì báo cáo thì đệ tử của mình toàn giúp những người nghèo. Thế thì bây giờ tôi chỉ nghĩ là thôi thì sắm đấy là để cho đẹp mắt người trần, chứ còn không phải chứng những cái đấy. Ví dụ như dầu ăn, ví dụ có những người thì dâng lên dầu đội đầu, có những người thì dâng lên cái túi sách, có những người thì tôi thấy dâng lên những cái rất là vô lý. Thì cái đấy thánh không chấp, trời thánh không chấp mình cái đấy. Mà đấy là chẳng qua mình dâng lên rồi mình xin lộc, rồi để mình phát cho những người đi dự hầu. Thế thì tôi rất ghét là như thế này. Khi mà hầu thánh ấy, mà lễ thánh ấy, thì cứ sắm 40-50 suất lộc, xong rồi trưng bày xung quanh cái cung mình hầu, cái dưới phần bắt cái kê, cái ghế, cái bàn ra mình hầu xung quanh. Tôi thì không bao giờ làm như vậy, mà hoa tươi quả ngọt, lễ là cứ sắp vào mâm. Thế rồi mâm nào, cung nào tôi cũng dâng một mâm, còn thừa ra thì tôi mới để bên cạnh. Đấy, thì bởi vì mình trình lên thánh là tấm lòng của mình kính lễ, kính thánh, mình kính hoa tươi quả ngọt là mình phải kính lên trên ban của thánh. Bây giờ các ban khác thì chẳng nói cái gì mà cứ chỉ để xung quanh nhà tôi là rất dị ứng như vậy. Không biết là các thầy được xin lỗi nhé. Có mỗi người một quan điểm nhé. Cái này là không ai giống ai, quan điểm của hoa là như vậy. Nhưng mà tôi thiết nghĩ rằng là mình đến cửa thánh, mình lễ, mình hầu thánh, mình thắp nhân nhang để mình xin thỉnh Phật, thỉnh thánh, là mình bắt ghế nhà ngài ngự, bắt ngay nhà ngài ngự. Thì mình phải cũng giống như bạn đi mời ai ăn ấy, bạn đến chỗ này bạn bạn mời cái gì bạn phải đặt lên trên bàn, bạn phải mời chứ, chứ bạn cứ để chỗ bạn họ mời họ thì ai họ ăn, đúng không nào? Thế thì việc thánh cũng vậy. Đấy là tấm lòng của tôi, và đây thì nói thì động chạm thì thôi, là rất là xin mọi người là thứ lỗi cho vì đây quan điểm của cô Hoa là như vậy. Thế thì khi mà hầu thánh ấy thì thánh có chứng cho, nhưng mà bây giờ khổ lắm, ngày xưa các cụ hát văn là hát to, không mất nhiều tiền. Thánh hương ngày khổ lắm, đúng rồi, nghèo lắm, giống như các bác cán bộ nhà nước ngày xưa liêm khiết lắm, nhà chỉ có mỗi cái xe đạp cọc cạch đi thôi, nhưng mà vẫn làm rất là nhiều việc. Nhưng bây giờ khổ lắm, chúng ta gọi là phú quý sinh tịnh, thế này làm ăn con cái nó học thì nó cần nhiều tiền này, nhà cửa cần nhà cao cửa đẹp, xe của nó xe đạp, cái cuộc sống nó phải được nâng cao, chất lượng cuộc sống nâng cao thì mọi cái phải được chi phí. Đây sao thế? Chị ơi chị cứ nói đi, em đang sạc pin, em đang cắm sạc pin. Thì đương nhiên là mình phải tốn kém thôi, thì những cái tốn kém đấy là con nhang đệ tử gánh. Đấy. Em nghĩ là cái việc Em thì em Alo.
Em thì em nghĩ là cái việc mà tốn kém hay không ấy là do con nhang đệ tử. Cái việc mà mình đi tìm thầy ấy cũng là một cái việc mà để mà mình phải cân đối, chứ không phải là à người thầy bắt mình làm cái gì thì mình sẽ phải làm như thế. Mà đây là nói thì nói nhưng mà nó vẫn có một cái sự thỏa thuận từ trước. Gì là ví dụ như là thầy yêu cầu, chẳng hạn như là thầy yêu cầu quá cái khả năng của mình không thể theo được, thì buộc lòng là phải đi tìm một người thầy khác. Để làm sao mà trước khi mà, quan điểm của em là trước khi mà ra hầu thánh ấy, thì khi mà lên sập là cái lúc mà mình phải thăng hoa nhất. Và mình không nghĩ này tiền mở để mở phủ xong rồi thì tôi sẽ cầu mong cầu vọng. Mới khi mà người ta có một cái đàn lên sập hầu, người ta làm một cái đàn hầu ấy, thì người ta luôn luôn cầu vọng vào cái việc là à sẽ, thứ nhất là nhà ngài sẽ cho lộc về, thứ hai là mời những cái người mà đến dự đấy, thì liệu rằng là người ta có gọi là dâng thêm tiền cho mình không. Và khi mà hầu ấy thì cái canh đàn hầu nó cũng trở nên là rất là không được thăng hoa, bởi vì là người ta vừa hầu vì người ta vừa nghĩ đến cái việc là cầu vọng của người ta. Mọi người có nghe thấy gì không? Thì em nghĩ rằng là trước khi mà ra hầu ấy thì tất cả những ai mà đã quyết định ra hầu và bỏ ra những cái chi phí như thế thì phải xác định rõ được là à tôi có khả năng bỏ ra chi phí đấy và một cách rất thoải mái trong khả năng của mình, chứ không phải là cố làm. Em nghĩ là gì, tất cả mọi việc nếu như khi ta cố quá thì là quá cố. Cho nên là khi mà đã làm một vấn đề gì đó thì phải đàm phán với thầy để làm sao mà đưa ra được một cái chốt mà nó cảm thấy là ưng ý nhất, thoải mái nhất cho cả đôi bên. Thì lúc đấy bản thân đồng thầy làm cũng cảm thấy thoải mái, mà con đồng làm cũng thoải mái. Và đến cái chốt cuối cùng là khi mà làm xong rồi thì mọi người đều cảm thấy hoan hỉ, vui vẻ. Để sau khi làm được cái canh đàn khóa lễ đó, thì em thấy rằng là nếu làm được như thế thì cái canh đoàn đàn khóa lễ đó nó mới được tươi, được tốt. Chứ còn nếu như mà mọi người mà cứ cầu vọng quá nhiều và chi phí trang trải cho cái việc hầu đồng quá nhiều thì người ta bảo là gì, là thờ thì dễ, giữ lễ thì khó. Ví dụ ta làm một cả đời, ta làm một lần, ta sẵn sàng bỏ ra 100 triệu, 200 triệu để làm. Nhưng không phải thế, ta làm một lần nào thì tạ bách nhật hoặc là đầu năm cuối năm ta đều có những cái vấn hầu như thế. Thì ta, theo em thì là phải tìm được một người đồng thầy tương ứng với khả năng của mình. Thì ví dụ như lúc nãy chị nói đến vấn đề là thầy, thì em thứ nhất là thầy có tâm là một việc. Còn một việc nữa là thầy nằm ở cái địa lý, khoảng cách địa lý đều khác nhau nhá. Ví dụ thầy mở phủ ở Hà Nội, mở phủ ở những đền to phủ lớn nhá, thì cái việc giá thành nó khác. Còn thầy mở ở những cái nơi mà đền ở, ví dụ như là ở những cái nơi mà ví dụ như là chi phí xa xôi hẻo lánh, ví dụ như là chi phí nó rẻ hơn, chẳng hạn như ở, ví dụ em ví dụ thôi, ví dụ như là ở Hà Nội một dàn hoa đi, một dàn hoa để cho mở phủ đi 2 triệu thì mới có thể đẹp được chẳng hạn, ít nhất là 2 triệu. Nhưng nếu như mà ở mở xa thì nó chỉ có khoảng tầm 1 triệu thôi là nó đã đẹp rồi. Thì cái việc đấy là cũng rất là khó để cân đo đong đếm xem là thầy tốt hay là không. Thứ nhất là khi mà ta đi tìm một người thầy, điều đầu tiên là phải tìm được một thầy hợp với mình, hợp với mệnh của mình. Điều thứ hai là thầy đấy phải phù hợp với khả năng kinh tế của mình. Bởi vì là cái việc mà khả năng kinh tế em nghĩ là nó rất là quan trọng. Nếu mà thầy dẫn dắt, thứ nhất là dẫn dắt về đạo và thứ hai nữa là dẫn dắt về kinh tế. Nếu như mà người thầy đấy mà dẫn dắt, em thấy là có những người thầy ấy, là toàn xu con đồng là đi vay nặng lãi để làm mở phủ thôi. Thì em cảm thấy rằng là cái việc đấy là ở thời nay nó mới có, chứ còn ngày xưa các cụ cổ ngày xưa ấy,
là các cụ ý, thường là các cụ ý luôn luôn là dạy con đồng, là cái việc là thứ nhất là tu đạo, thứ hai là cái việc là phải làm như thế nào đấy để kiếm được tiền, làm bằng cách là mồ hôi công sức của mình nhá, chứ không phải là làm bằng cách là đi ăn, làm những cái kiếm tiền bằng một cái việc mà bất chính nào đấy thì em không bàn đến. Nhưng mà nếu như người thầy mà hướng đạo được cho con đồng của mình, hướng về cả đường tu lẫn đường nghiệp, thì em thấy là nó sẽ là tốt hơn. Và những cái người mà ở đây thì cũng là những cái con đồng ấy mà đi tìm thầy, cũng là một trong những cái người mà cần phải quyết định người thầy một cách rõ ràng nhất trước khi ra hầu. Thì em thấy rằng là ở cái thời điểm gần đây ý, xảy ra rất là nhiều tình trạng là con đồng sau khi mà quyết định với thầy xong rồi, nhưng mà họ lại sau khi làm xong hết rồi và họ cảm thấy rằng là tôi vẫn chưa được chưa được thỏa mãn cái mong muốn của tôi, bởi vì tôi cầu vọng quá nhiều. Nhưng mà thực ra là khi mà làm thì tôi vẫn tốn quá nhiều, tôi cầu vọng quá nhiều, và đến khi làm xong tôi không được cái gì. Thì cái đấy, điều đấy là điều mà người ta quên mất được là một cái phần, là phần tu. Và quay lại cái vấn đề mà lúc lại chủ đề của mình, thì chị cho em hỏi một điều nữa là cái vấn đề cơ hành ấy thì nó sẽ có những ở những cái thể nào, ví dụ như là ở thể kinh tế này hay là về tình cảm hay là gì đấy, thì chị có thể phân tích rõ hơn về cái vấn đề cơ hành ở các thể được không ạ? Thế này nhá. Thực ra là vâng. Thì cái căn quả thì mỗi người nó một kiểu. Từ nãy chị con chia sẻ với mọi người là cái mã ở quê ấy, nhiều người ta làm mã kiểu ví dụ như thế, vâng. Cái đồ thức mọi cái nó rẻ. Vâng. Người ở quê thì cái vâng. Cái nó cũng ví dụ người ta được một 10.000, 2.000, 5.000 họ quý hóa lắm rồi. Nhưng mà ví dụ ở Hà Nội thì đúng là như Yến vừa nói đấy. Thì cũng rất là khó rồi, đúng người rồi. Thì lại khác mà ít người lại khác. Thế thì ở quê vâng. Có khi là họ sang nhìn thấy thầy hầu trò hầu, họ thích nghe, họ thích xem, là họ ngồi họ chỉ nghĩ là họ xem thôi. Chứ ở tôi đã từng học ở một nơi nhá, mà khi mà tôi vào về tôi bắt ghế hầu ấy rồi, ôi ở từ trong nhà ra đến ngoài sân vâng. Xem đông ơi là đông. Thế lúc tôi sang khăn cho đệ tử xong thì người ta lại về ăn cơm, vội ăn cơm vàng để họ sang họ xem, họ không quan trọng đến cái tờ lộc phát lộc ra, họ thì gọi là quan trọng cái việc đấy mà họ đồng hầu, cậu đồng hầu là họ cùng. À, ở Hà Nội thì nó lại khác, bạn này mời bạn kia đến này phải có lộc bằng tiền này, phải có túi lộc tươm tươm một tí thì mới đỡ ngại. Để rồi cái người đến dự hầu thì nhiều khi tôi đã từng chứng kiến rồi nhá, kiến là họ không nhận mà phải từ to họ mới nhận vâng. Thế rồi phát lại phải bỏ vào đĩa rồi đưa hai tay, làm gì có vâng. Lúc nào bỏ vào đĩa để đưa hai tay cho người trần, nếu mà quan dù trên sập dáng bóng có vâng. Người không được dáng, nhưng có người đã dáng bóng dáng đồng là họ vâng. Họ ngồi trên sập. Chứ còn không phải là phải hai tay. Nhưng có người họ đến họ dự hầu thì họ chấp như vậy. Thế rồi phát ra 2.000, 5.000 thì họ ném ra ngoài, họ không cảm nhận ra cái điều là vâng. Ta đền đồng điện ta phải to cơ. Thế họ vâng. Thế chính vì từ cái tư tưởng đó mà bây giờ thầy vâng. Tử chồng không dám mời, mà nếu có mời thì phải tu mà đàn lễ to, phải có nhiều tiền mới ra vâng. Hầu. Còn tôi chứng kiến rồi chứ không phải không. Có nhiều người đến nhà tôi vâng. Mà tôi đến mà cô ơi em muốn hầu lắm, nhưng mà em gửi cho thầy bảo thầy 10 triệu thầy hầu chứng đàn cho em rồi, còn em hầu mà thầy nhẽ không hầu, chê nhiều tiền. Tôi xin lỗi đệ tử, tôi có khi cả thầy cả trò hầu còn chưa được 10 triệu cơ, ví dụ như vậy. Đấy, thế thì nói như vậy để chưa nói là đưa cho thầy 10 triệu mà thầy không nhận, đấy là thầy không có tí tâm lòng nào hết. Người ta đưa 10 triệu mình cũng phải hầu, 5 triệu mình cũng phải hầu, thế để hầu cho chứng đàn đúng rồi. Họ vào bắt cái hầu, thế thì đấy là cũng là một phần do thầy, một phần là do địa vâng. Lý vị trí là gì, như Yến vừa nói là ở Hà Nội thì mức chi phí nó khác, mà dân quê mức chi phí nó khác. Như bó rau ấy mình vâng. Có 1.000, 2.000 là ăn được bữa rau, nhưng mà ở đây có khi phải 10.000, 20.000, 30.000 mới được bữa rau canh cơ, thì nó khác đúng rồi. Vâng. Nhưng ngược lại thì cũng có cái này nó vô cùng lắm nghe Yến nhé, là vì như vâng. Thế này,
Thực ra mà nói thì tôi thì cứ dân dã, bởi vì tôi quan điểm suy nghĩ của tôi như này này, cái người người ta mới ra mổ phủ người ta chưa biết gì đâu, người ta như cái tờ giấy trắng ấy. Vâng. Nhưng mà một lúc nào đấy người ta đi cùng với bạn hội, người ta lại hỏi những người đi trước, giúp người đi sau, thế là tự dưng là người nọ người kia, đâm ra là người ta bảo ôi thầy trước làm với em thế nọ đi thế này thế khác, tự dưng mình thành một cái thế nọ thế kia, nên mình không bao giờ thích như vậy, mà ngữ trước như thế nào như vậy. Nhưng mà ví dụ có nhiều người thầy đến hát một cái là đệ tử co rúm đấy, bảo 50 triệu nhá, phải đi hầu thì đệ tử phải lo bằng được 50 triệu để đi hầu, bởi phải đi tỏa bóng. Thế rồi có nhiều nhiều người cũng chứng kiến là đến phàn nàn là cô ơi, thầy như em bảo xin để đi tỏa bóng, thầy không cho cô ạ, thầy bảo hầu ở bản điện này. Thì như vậy là người ta khát khao khát bóng vọng cầu, nó không được đi hầu, thì đấy cũng là một cái lý do thầy không biết là do kém hiểu biết hay là do vì là thầy ngại đi đền đi lễ to hay là như thế nào thì không biết, nhưng mà đại loại như vậy. Thế thì tôi mà ngày xưa mà xin nói với mọi người mà không được hầu nhiều ấy thì chắc không bao giờ được như này, thì tôi nặng lắm, tôi không giống, có lẽ là tôi nặng mà cả thánh cũng ốp mà âm cũng ốp. Thế rồi tôi đi đến đâu khác đấy, tôi đi lên trên xe ô tô là tất cả các phòng trên xe ô tô của bạn hội ai ai cũng có thể nhập vào tôi trên xe ô tô được. Người ta cứ hỏi trêu, hôm nào mà cô Hoa đang ngồi im mà không thấy gì là bắt đầu là mọi người trong bạn hội lại trêu là hôm nay thế mà cô Hoa lại ngồi im được nhỉ. Ví dụ như vậy là lúc nào tôi cũng bị người âm nhập bất kỳ chỗ nào. Thế rồi tôi đi mà chuẩn bị đến đền, mặc dù ngôi đền đấy chưa biết, mà tự dưng cứ đang ngồi này tôi cứ khua tay khua chân để mọi người ngồi tránh tôi ra là bắt đầu mũ lên hát xưng là ta là mẫu thượng thiên, thì khi nào tôi dừng bài hát thì đến cửa đền đấy, tôi nặng lắm. Đền đánh mắt mọi người phải dìu vào, túi sách túi xiếc là ném hết ra ngoài, rồi vào đến trong đền lễ thì thầy cũng đằng trước thì trò đằng sau, là người nào mà ưng ý nhà ngài nhất tâm là cho gật cái này, mà người nào không là cứ lắc như vậy. Thì tôi cũng nặng lắm, tất cả những cái gì mọi người đang bị cơ hành thì tôi cũng trải qua nếm mùi hết rồi. Đấy, còn tôi thì không chỉ mất 24 tiếng đồng hồ là nhận mình là quan giám sát thôi, vắt chân chữ hút thuốc lá uống nước chè ở tại sân bệnh viện để cho khách thôi. Đấy là cái lúc bây giờ cơ hành. Thế còn đâu thì tôi chưa bị tá chân tháo bơ xuống mọi người, nhưng mà mất 24 tiếng đồng hồ, tức là mất một ngày tròn là bị như vậy. Thế nói như vậy để thấy mọi người thấy rằng là những cái gì đó cô cũng trải nghiệm hết rồi, cũng nếm mùi hết rồi, từ thánh ốp quan hoàng rồi chúa chầu ốp hết rồi, đang ngồi thực sự mà tự dưng đến hàng chúa hàng chầu hàng cô là chạy vào múa hai tay cuộc như thế này, khóc hù hù có giá để khóc hù hù, làm mất 2 năm trời như vậy. Sau khi mở phủ trình 2 năm như vậy rồi bắt đầu là Mỹ Yên dần đi trình hết các khung các cửa, đi đến cửa mẫu tào nhà ngài cũng bắt hầu, và thầy của tôi lúc nào cũng trên xe ô tô là một cái hòm khăn áo để dự phòng khi mà nhà thánh bắt tôi hầu là vào cúng vào lễ sắm đồ sắm lễ là cho tôi hầu ngay. Đấy, thế thì tôi cũng hầu nhiều lắm, lễ các thứ nhiều lắm, cho nên là khi mà mình ra ấy thì mình có nhiều nhiều vấn đề lắm, vì mình căn quả mình nó nặng, thế rồi mình phải tu, mình phải nhất tâm. Thầy còn bảo là ở dưới đây không ai nhất tâm, cô Hoa ngày một ngày rằm nào cũng xuống chốt tổ để lễ rất là đầy đủ, không bỏ ngày nào. Thế còn những người gần ở đây thì chưa chắc đến nhất tâm như vậy. Thế thì nói như thế để phải nhất tâm nhất lòng, và cái việc tu tập thì đúng là ví dụ như là có những người thì thực sự mà nói thì 70-80 triệu 100 triệu người ta mới làm cơ, còn đệ tử mà nói mà không ấy thì người ta cũng lo lắm, người ta không dám bỏ thầy, mà người ta cũng nói không giống như là Yến nói đâu, vì một chữ cũng là thầy công sư trọng đạo họ không dám, mặc dù là biết thầy không ra gì đâu nhưng mà họ cũng không dám bỏ. Có những người đến nhà tôi bảo cô bây giờ con không dám đâu, tại vì con mà đi lễ với người khác mà thầy con mà biết thì thầy con kêu cho con để cho con bị thế nọ bị đi, con sợ lắm. Thế thì tôi bảo là chẳng có thầy nào mà lễ phép cao mà kêu như thế, cha mẹ phải chứng được chứ, cha mẹ cho mình đi làm người để cứu người chứ không phải cho mình đi hại người đâu mà kêu được cho người nọ người kia. Đấy, các thầy cứ dọa về thôi, không phải lo. Thì tôi bảo như vậy. Vâng. Thế thì cũng nó do nhiều yếu tố lắm nhé bạn, cũng có khi là do thầy, cũng khi là do trò, cũng có khi là do địa lý vị trí, gọi là thành phố xã phường nó khác nhau, thì cái điều kiện kinh tế nó cũng khác nhau và cái sự chi phí nó cũng khác nhau. Đấy, nó là như vậy. Thế còn cũng nói thật với Yến với mọi người là đệ tử của cô Hoa, người nào vớt từ dưới bớt lên cơ hành mình
có tiền, cho nên là con sẽ khi ra để vâng. vay mượn, chứ chưa có ai tự có tiền để mà tu được đâu. Càng càng trốn thì càng chết. Vâng. Họ, tâm họ lo để họ ra họ đi để xử. Như em nhá, là em tháng tư là em đi tức là trước khi mà em bị đau tim nhá, sau đấy thì em đi mua khăn phủ diện. Thì mua khăn phủ diện xong thì cũng có người xem cho em, thì người ta bảo là em chấm đồng từ năm 18 tuổi cơ mà bây giờ em chưa ra đồng là bà tổ cô nhà em đi xin cho em ở bên cửa thiên. Thì em không phải ra nữa, mà bây giờ em mà ra ấy, thì là cái đường công danh sự nghiệp của em nó sẽ tệ đi. Thì em mới nghĩ bụng, ôi thế à, thế thì bây giờ mình đã mua khăn phủ diện rồi thì mình cứ để đây, nếu như mà ai mà hợp duyên thì mình sẽ tặng cho người ta. Thế thì em mới đi, trong đầu em là suy nghĩ như thế. Thế thì em mới đi, hôm đấy là vào tầm tháng 4, tháng 5 gì đó, tháng 4, tháng 5 âm lịch thì em mới đi đền Vua Cha Bát Hải. Thì em vừa mới vào lễ thì em bị chói tay luôn. Em bị chói tay thì nhà ngài mới khai khẩu cho em chưa bao giờ bị ai nhập nhá. Em chỉ là dáng bóng và nhà ngài có ứng khẩu cho em thì báo là ngày 16 tháng 8 em ra hầu. Thế sau cái lúc đấy thì là em mới đi sang đền tất cả các quan. Thì quan từ quan đệ nhị, quan đệ nhất, quan đệ nhị hôm đấy em không sang. Em có đền quan đệ tam, đệ nhất và đệ tứ. Thì em sang thì em cũng bị chói tay như thế. Thì em vào quan đệ đền quan đệ nhất ý, thì em nghĩ là như thế này. Hôm đấy em mới chỉ có biết cái khay mà trầu mà mình mua xong rồi người ta tết cho mình sẵn 13 quả trầu ấy, quả cau ấy, câu trầu, trầu cau đấy. Thế thì em mới dâng ở đền Vua Cha Bát Hải. Thì em mới nghĩ là dâng ở đấy rồi ai mình sang đền quan đệ nhất để mình lại dâng tiếp thì nghe nó kỳ. Thì em mới vào đền quan đệ nhất em dâng lễ bình thường thôi. Thế thì nhà ngài mới chói tay. Chói tay thì xong rồi là với tá khẩu cho em thì bảo là mang trầu cau vào đây. Thế thì mọi người mới chạy ra xe để lấy trầu cau. Thì lấy trầu cau vào xong rồi dâng lên, vẫn em vẫn chưa hết nhá, xin đủ kiểu em không hết. Thế thì đến cái lúc mà mọi người mới lấy cái mâm trầu ấy đội lên trên đầu em, đội cái mâm trầu lên trên đầu em này, thì lúc đấy là xin thì em mới gỡ được tay ra. Ở đền quan đệ nhất nhá, là xin thì lúc đấy em mới gỡ được tay ra. Và em sang các đền khác thì em đều bị trói như thế, và cũng đều phải làm những cái bước như ở đền quan đệ nhất. Thế thì đến 16 tháng 8, đến 16 tháng 8 thì em lúc đấy em tìm được thầy rồi nhưng mà em vẫn chưa ra. Em lại 16 tháng 8 thì em lại xin ở tháng 3 năm nay em mới ra cơ. Thế nhưng mà em lại đúng vào cái ngày 16 tháng 8 thì em lại đi về đền Vua Cha Bát Hải để em gọi là sám hối, xin là lùi lại là đến tháng 3 năm sau thì con mới ra. Thế thì ra em lại vô tình em vào cái vào cung cấm ấy. Thì em vào cung cấm để em gọi là dâng sớ với dâng lễ sám hối. Thì tự nhiên ông chủ nhang đồng đền ông ấy mới bảo với cả một cái ông là bảo cái ông thầy cúng ấy, ông bảo là kia kìa, xin cho cái cô kia kìa, cô ấy lẽ ra hôm nay cô lại ra phải ra hầu mà cô ấy chưa ra, xin sám hối cho cô kia kìa. Thì em mới giật mình, em bảo là quái, mình có nói gì với ông chủ nhang đồng đền đâu mà ông ý lại biết được là hôm nay mình lẽ ra hôm nay mình phải ra hầu. Thì lúc đấy em mới bắt đầu là em gọi là 100% em tin vào tâm linh, 100% em tin vào tâm linh của nhà, có sự linh ứng của nhà ngài. Thì lúc đấy là em từ cái lúc mà em biết cho đến cái lúc mà em về em chat với thầy em nhá. Em chat với thầy em thì em mới bảo là thầy xem ngày cho con. Thì trong đầu em vẫn bảo với thầy là thầy ơi thầy xem ngày cho con vào tháng 3 năm sau. Thì thầy em mới bảo là xem từ tháng 8 mà đến tháng 3 năm sau thì xa lắm. Thôi để lúc đấy thì hãng xem. Thế xong em ngồi em chat đi chat lại thì em lại bảo với thầy là hay là thôi thầy ạ, con hầu luôn vào tháng 8, bây giờ con nóng ruột lắm. Thế là em mới quyết định, em chat với thầy em nhá, và em quyết định cái việc hầu đấy của em trước có 2 ngày thôi. Trước đúng 2 ngày, 2 ngày là em ra hầu. Và lúc đấy thì em sau khi mà em quyết định xong thì em thấy rằng là mọi sự đối với em nó trôi chảy lắm. Mà em không mời mọi người nhiều đâu, em gần như là khách mời của em không có.
chỉ có hai vợ chồng em với một người bạn nữa là chị Bình Phạm, mà là cũng là admin của căn đồng số lính này. Thì hai chị em mới đi lên nhà đền nhà thầy để hầu. Thì em hầu ở đền Rõm ấy. Thì lúc đấy thì em mới thấy rằng là cái việc mà mình được dẫn dắt và mình được ra hầu như thế, khi mà em đã quyết định ra hầu rồi thì làm rất là nhanh chóng. Tức là cái việc gì em cũng giải quyết xong trong vòng 2 ngày đấy là em đã lên bắt ghế hầu đồng rồi. Thế thì em mới thấy rằng là sau khi mà cái lúc mà em bắt ghế hầu đồng nhá, thì em mới tự vấn lại, em bảo là bây giờ ta quyết định là 2 ngày ta bắt ghế hầu đồng, liệu gì là có tất cả những cái lý do gì thuyết phục để cho ta có thể là để cho em có thể là quyết định cái điều đấy. Thì em thấy là thứ nhất là về mặt kinh tế em đã chuẩn bị được rồi. Thứ hai là về việc thầy thì em cũng cảm thấy rằng là thầy cũng hợp với em. Và hợp ở đây là có hai khía cạnh nhá. Khía cạnh thứ nhất là về việc là hợp về vấn đề tu tập. Khía cạnh thứ hai là hợp về vấn đề kinh tế. Bởi vì quan điểm của em ấy là thờ thì dễ, giữ lễ thì có, bắt ghế ra hầu đồng rồi thì mình hàng năm hàng tháng mình đều phải bắt ghế hầu. Vậy thì cái mức nào, mức thu nhập nào, bây giờ em nói thẳng luôn một điều đấy là cái thực tế, là cái mức thu nhập nào để ta có thể chấp nhận được cái việc là hàng năm hàng tháng đấy ta có thể hầu. Bởi vì là khi mà em nhìn thấy được cái việc là có những chị xem những cái clip mà của các đồng, gọi là đồng cựu, của các bà gọi là đồng cựu ấy, khi mà bà già lắm rồi và bà gọi là tầm tám mấy tuổi bà vẫn phải gọi là đi hầu, thì bà không có cả cung văn để hầu, tức là chỉ là một cái làn sách đi, sau đấy thì chỉ có một vài cái món lễ và bà tự bà hầu trước cửa nhà ngài thôi. Thì em quan điểm là bây giờ mình làm thế nào đấy để mình cân đối được lại cái cuộc đời của mình, cân đối được về vấn đề kinh tế của mình, để dù là mình trẻ mình có thể đi làm, hoặc là hay là ở tuổi trung niên mình về hưu hay là về già nữa, mình vẫn có thể thờ hầu được các ngài. Thì cái đấy là em nghĩ rằng là đường trường ấy, mình phải tính được những cái việc như thế, chứ không phải là ta chỉ tính được đường ngắn là ta chỉ hầu ở tại thời điểm này. Thì đấy là vấn đề về thầy, về vấn đề về kinh tế, và vấn đề về nữa là vấn đề về việc thờ tự gia tiên. Thôi chết rồi. Cái vấn đề nữa là về vấn đề về thờ tự gia tiên thì em cũng thấy rằng là quan trọng. Bởi vì là âm dương, người ta nói một câu là âm dương đồng nhất lý. Thì bây giờ nhiều người là gì, là nghĩ rằng có căn số đi hầu nhà ngài, nhưng họ quên mất một điều, đấy là họ lo đến vấn đề thờ tự gia tiên cho tốt, trước tu nhà sau tu chợ, thứ ba mới đến tu chùa. Thì có rất nhiều người bỏ ngỏ hai cái vấn đề đấy, tức là vấn đề thứ nhất là vấn đề tu nhà, vấn đề thứ hai là vấn đề tu chợ. Thì chị có thể phân tích rõ cho em được về vấn đề tu nhà là như thế nào và tu chợ ra làm sao, và thứ ba mới đến tu chùa là tu như thế nào được không ạ? Alo, chị có nghe thấy em rõ không? Nghe rõ rồi, không biết là mọi người vâng. Muốn nghe chia sẻ không? Bởi vì thực ra thì cô Hoa đang nhìn các cái comment để nhắn. Tức là cũng có người thì kiên trì để họ rất là nóng sốt, họ muốn là phải nói đúng vào trọng tâm, mà nếu nói đúng vào trọng tâm thì chỉ có một hai câu thôi. Nhưng mà khi nói một câu chuyện thì nó phải rồi thì đã nói. Chị ơi, chị cứ nói. Vâng. Và nó phải có những cái minh họa trong một thực tế. Thì cái đấy là cái cách nói chuyện của Hoa, có lẽ là nó thấm sâu vào cái tính cách rồi, cho nên là mọi người hết sức thông cảm. Có những ai mà thích phải nghe ngay, nói phải bột một cái phải ngay thì chắc là cô Hoa không nói được đâu. Hoa nói vâng, nó là cách rồi nên là mọi người thông cảm. Thế thì để ta đóng cái cửa về đấy nhá. Thì về cái vấn đề đợi chị Hoa ra thì mình nói qua về cái vấn đề về cơ hành ấy, thì mọi người đợi một chút nhá, để nói về cái vấn đề trước tu nhà sau tu chợ, để thứ ba đến tu chùa thì rồi sẽ quay lại vấn đề cơ hành cho các bạn nhá. Chị ơi, chị chia sẻ về cái vấn đề trước tu nhà sau tu chợ, phân tích giúp em về cái vấn đề trước tu nhà sau tu chợ, thứ ba đến tu chùa. Vâng, đây là chia sẻ nhá.
chứ không vâng. phải cái điều này nó không phải có một cái gì nó là cơ bản là sách vở. Ở chúng ta đi với vâng. đạo Thiên Táo, chúng ta có học đạo giáo lý, họ có được đào tạo để họ về họ giảng cho con chiên, cho công giáo. Thế còn bên Phật vâng. các sư người ta cũng được học tập để người ta có học viện Phật giáo Trung ương ấy, học viện Phật giáo, giáo hội Phật vâng. giáo Việt Nam ấy, để họ về họ giảng cho Phật tử. Thế còn bên Thánh ấy, thì mình chỉ trải nghiệm thôi, và mình nói ở đây ấy, là tất cả nói bằng những kinh nghiệm của mình thôi. Cho nên là khi mà chia sẻ thì anh chị em trong nhóm Căn Đồng Số Lính Việt Nam hết sức là thông cảm, bởi vì có thể là tôi nói với người có thể là cho rằng là đó là như vậy, nhưng có những người con khi là lại trình độ chuyên môn lại cao hơn tôi cơ, nên là cho rằng là cái những cái lời tôi nói chưa đúng với lại cái những cái suy nghĩ của các vị. Thế thì thôi thì cũng mong yeah. hết sức là thông cảm, bởi vì là đây là quan điểm của mỗi người và đây là quan điểm của cô Hoa. Thì đây là quan điểm của bạn, và cái quan điểm thì là mỗi người một quan điểm, không ai giống ai. Có thể là 5 người 10 trùng hợp của quan điểm, nhưng có thể là không trùng hợp quan điểm. Thì chúng ta nghe đây gọi là đàm vâng. là chia sẻ kinh nghiệm với nhau, để gọi là học hỏi nhau thôi. Người 70 học người 71, 71 học 70 thôi. Thế thì vâng. Chia sẻ với mọi người là người ta bảo là thứ nhất là phải tu tại gia, thứ hai thì tại chợ, thì thứ ba mới tu tại chùa, tại đền. Vâng. Đầu tiên vâng. tu tại gia là gì? Tu tại gia là gì? Tức là gì? Về bố mẹ mình này, bố mẹ bên chồng này, bố mẹ bên đẻ này, hay là bố mẹ vâng. bên vợ, bố mẹ bên đẻ vâng. mình. Thì mình phải kính, phải trọng. Mình ăn chứ này này, vâng. mình kính. Thế là bố mẹ mình ngày xưa cũng nuôi mình như vậy, như mình nuôi con mình thì ngày xưa bố mẹ mình cũng nuôi mình như vậy. Thì mình ăn cái miếng ngon này thì mình kính bố mẹ mình. Nếu như giả dụ như bố mẹ có cần vâng. nấu một bát cơm, mình nấu một cái thức ăn gì đó, mình thấy nó ngon thì mình phải nghĩ đến bố mẹ mình, phải bê. Đầu tiên là phải múc cái bát đầu tiên, bê lên để mời bố mẹ trước. Đấy là dạy con cái mình là như vậy. Bố mẹ thì sống với chúng ta còn ít lắm, nhưng mà con cái mình thì sống còn dài. Nhà tôi thì cứ hay dạy con nhà tôi như vậy, cho nên là ăn cái gì ngon thì mời bà trước. Đấy là một. Đấy là cuộc sống đời thường nhé. Còn về phần âm thì ví dụ như mình cũng vậy thôi. Mình đi mua cái gì về, ví dụ như mình mua cái quả về thì mình trước khi mình ăn mình rửa sạch sẽ, mình dâng lên bàn thờ, mình lễ tổ tiên nhà mình, sau đấy mình xin lộc xuống mình ăn. Đấy là cái thứ tiếp. Vâng. Tức là gì ạ? Phần âm thì mình thịt thì vượt con cháu mới ăn nên làm ra được. Thì mình phải biết về là ngày rằm, ngày mùng một, ngày lễ, ngày Tết, ngày dỗ, mình phải biết thắp nhân nhang. Đi đâu về, con cháu đi đâu về là phải. Nhà tôi thì việc đầu tiên khi về nhà chồng, mặc dù nhà chồng tôi phải bên đạo Thiên Chúa giáo, nhưng khi tân lên nhà việc đầu tiên là hỏi bố hỏi mẹ, sau đấy lên thắp cho các cụ. Phải nhớ để trên, đấy là với bề dưới thì mình chuyển. Cũng phải có tấm lòng ví dụ như là gọi là nhân hậu, tấm lòng nhân hậu, từ bi hỷ xả. Đấy là đấy tu ở nhà. Thế tu ở chợ thì là gì ạ? Tu ở chợ tức là nói chung, tức là khi mình đi ra đường ấy thì như cái lúc đầu như vậy thì thôi mình cũng có cái tấm lòng như vậy. Hay là ví dụ như người ta cãi nhau, nói nhau cái gì đó thì thôi mình nhịn đi, buồn nhiều ít điều lành, mình cũng không nên gây sừng cồ mà mình cũng không gây một cái gì đó. Hay là đấy, ví dụ như vậy. Hay là ví dụ như mình nhìn thấy các bác nông dân nhà ta mà vất vả ấy, đi buôn đi bán là mang, tôi thấy chợ nhà tôi cũng rất nhiều các cụ ông ấy ra bán từng bó rau cải, ví dụ như vậy, mùa rau cải bán từng bó, thôi mình đáp vâng. buôn mình lại, mình mua các cụ mình cũng trả giá đâu, ví dụ như hơn sau 1.000-2.000 mình trả giá với các cụ vậy, bán cho nhanh hết hàng. Thế rồi vất vả lắm mới làm được vài bó rau thì vâng. đấy là cũng là một cái tâm, đấy là cái đấy. Thế rồi thì thứ nhất mình phải làm được cái việc đấy, tức là gì, ý muốn nói là cái đời sống của mình
mình phải tu tâm tích đức được, mình phải có tấm lòng, mình phải có bao nhiêu sự độ lượng thì mình hãy đến chùa. Ở nhà mình không làm được đến đấy, mình đến chùa mình xin cái gì? Mình lễ mình cứ bảo cho con xin cái nọ thế kia, cho con thế này thế khác, bình an nọ kia. Nhưng bản thân mình không từ bi hỷ xả, mình không có tấm lòng thì mình có đến xin nhà ngài cũng trả chứng cho mình đâu. Ăn điêu nói gian, ăn thừa nói rồi. Ví dụ như là nói thật với các bạn, tôi cũng đã từng chứng kiến được nhiều người điêu gian, ăn nói điêu gian, có nói thành hai, có hai thì đến ba thì bốn, nói rồi không có tâm với chính những người thân đẻ ra mình, không có tâm với chính những người bố mẹ chồng đẻ ra chồng mình, hay bố mẹ đẻ ra vợ mình, là mình không có tâm. Không có tâm thì mình có ra cha mẹ bề trên trả chứng cho mình đâu, bởi vì trong nhà mình là máu mủ ruột già như mình còn không có tâm có lòng thì mình không có cái tấm lòng để mình tăng độ lượng để mà những cái cha mẹ bề trên ban cho mình đâu. Cho nên cái cha mẹ mới dạy mình là phải tu tại gia là vì như vậy, rồi đến chùa là đến chợ, rồi mới đến đền là vì những chùa mới đến đền vậy. Đấy là vì vậy đấy. Thế nên là có những người tôi thấy live stream lên bảo là ôi rồi ôi cái chân đấy là cái đoạn đấy kia, mọi người bảo làm lễ để cầu siêu độ âm mà chả được gì phải làm cả, tôi ghét cái người đấy. Người âm mà mình còn ghét, mà người nhà nhà mình mà chân tinh nhà mình còn ghét thì mình mở lòng làm sao được với thiên hạ để mình đi cứu người, đúng không ạ? Đến thời gian mà mình đến ra như tình nhà mình còn không có tấm lòng, mình còn không có trái tim thì hỏi rằng mình đi ra ngoài mình cầu kêu cầu để rồi mình đi cứu người thì mình cứu làm sao được, cứu được đâu? Trong nhà nhà mình còn chưa có được thì ra ngoài mình làm sao được có nhân hậu để mà từ bi hỷ xả bao dung độ lượng cho những người ngoài không phải máu mủ ruột đất, cho nên không thể cứu được đấy. Thì cha mẹ mới dạy mình như vậy đấy. Thì tôi thì chỉ hiểu nôm na ra như vậy thôi, chứ còn đâu thì nó cũng chẳng có sách vở gì mà mình học, nó không có sách vở không dạy mình cái điều đấy, mà mình học là từ những cái nhân cách sống, từ kiến thức xã hội, từ những cái về kinh nghiệm mà mình được trải qua để mình chiêm nghiệm trong cuộc sống nó là như vậy. Vâng. Thì em vâng, em thì em nghĩ là như thế này, cái người mà độ cho mình nhiều nhất và độ cho mình trực tiếp nhất là gia tiên nhà mình. Là gia tiên nhà mình. Thế nhưng mà nhiều người thì hay lầm tưởng, thì cứ hay đi, ví dụ như là đi lễ Phật này hay là đi lễ Thánh thì lại cứ xin cho bản thân mình là được lộc được tài. Nhưng họ quên mất một điều là cái người mà gần nhất mà độ cho mình nhiều nhất lại là gia tiên. Thì thường bản thân em là em hay đi lễ thì em hay xin cho gia tiên nhà em, là hai bên bốn họ bên nhà em, là gì ạ? Được tu tập đạo pháp của nhà Phật, được giác ngộ để được siêu sinh tịnh độ. Bản thân thì em nghĩ rằng là khi mà mình đi lễ ở chùa hay là ở đền thì mình nên xin cái đường tu cho gia tiên nhà mình, thay vì là cái việc là mình xin cho chính bản thân mình. Và lúc nãy em còn nói đến cái câu là âm dương đồng nhất lý, thì bản thân là thường thì là có những người thời nay ý, thì em không biết là quan điểm của chị Hoa như thế nào, nhưng mà quan điểm của em thì em nhìn thấy rằng là có những người là đúng là căn mệnh là căn mệnh con nhà ngài là phải ra hầu thánh, nhưng có những người là do là gia tiên nhà mình, hàng gia tiên nhà mình muốn mình đi hầu thánh, bởi vì là gia tiên thì thấy rằng con cháu nhà người khác cũng đi hầu thánh, cho nên là gia tiên cũng muốn bản thân con cháu nhà mình đi hầu thánh, cho nên gia tiên luôn luôn hướng con cháu đến cái việc là gần nơi cửa Phật cửa thánh để tu tập. Cái việc tu tập này cũng là cái việc mà để hướng cho hướng con cháu tu tập để cho gia tiên cũng được tu tập. Và bản thân em thì em nghĩ rằng là con người chúng ta nếu như mà dù là có người âm đi theo hoặc là do là gia tiên nhà mình đi theo đi chăng nữa thì họ luôn luôn dựa vào con cháu để có thể tu tập tốt hơn, vững hơn. Thì bản thân chúng ta thì mỗi người chúng ta thì nếu như con người chúng ta mà giác ngộ được thì những người âm vong đi theo mình là gì ạ? Những âm vong bên ngoài hay là trong hàng gia tiên họ cũng sẽ giác ngộ được. Thì chị có cảm thấy như thế là đúng không ạ? Thực ra thì tớ chỉ biết thế này này. Vâng. Bản thân tớ thì rất là sát đường âm. Mà vâng. Tớ làm việc thánh thì
có lẽ là rất nhiều năm trước ấy, thì trước khi mà vào soi cho khách là bao giờ người ông của cái gia chủ đó mà đi là tớ cũng vẫn phải làm việc, có người 10 vong, có người 15 vong, có người 7-8 vong. Khi nào mà làm hết được vong, các cụ nhập lên hết thì bắt đầu nhà ngài mới cho soi. Đấy, mà nếu chưa hết thì không biết nói gì hết, không nói được gì hết. Về cái người âm nhập thì có người ho cụ cụ, tức là khi tỉnh ra thì người ta bảo là mẹ người ta hay cụ người ta ngày xưa là bị lao phổi hay bị chết vì phổi. Thế có người thì khó thở, có người thì tư thì lên mệt không nói được, có người thì nghiện ngập lên cãi. Vì sao tớ xin để nghỉ việc âm là vì cứ gãi gãi ngứa ngáy như thế này rồi người âm lên thì nhiều lúc mình xấu hổ, mình dậy mình xấu hổ lắm. Thế thì một cái nhiệm vụ ấy phải làm, không làm là không được. Thế thì tớ chỉ là đường âm về bản thân tớ thì tớ chỉ biết là như thế này này. Thực ra có những trường hợp người ta, các cụ người chân linh ấy, người ta cũng giống như đơn giản như mình như này. Bây giờ mình là làm việc nhà thánh, sau này mình chết đi thì mình con cái con phủ thì mình được đến cửa đền cửa phủ mình phụng sự, thì mình vì với cái có thể là mình xin cha xin mẹ xin nhà ngài cho độ cho con cháu nhà mình đấy. Thế rồi cũng có người thì những cái ông bà tổ tiên nhà họ chết đi mà trước khi làm thầy thì sau này con cái phải nối nghiệp, thì sau này sẽ bắt những cái người nào đó hợp có căn có số phải nối nghiệp cho họ. Vì tôi đã từng có đệ tử của tôi như vậy rồi, đời cụ nhà họ có điện phá đi, bây giờ đời cháu họ phải phụng sự, phải thờ và phải mở phủ trình đồng. Thế thì tổ tiên thì họ linh thiêng thì họ sẽ đi kêu cầu tấu đối các cung các cửa cho con cho cháu nhà họ để cho nó thuận buồm xuôi gió. Thế rồi cũng có một trường hợp là tổ tiên nhà họ hầu tôi thì soi cho khách, thì chỉ biết là ví dụ nhà ngài có soi là cha con bên tay phải đi ra đến ngã ba rẽ đi qua cánh đồng, con đầu cánh đồng có một ngôi đền, thì họ bảo đúng là qua cánh đồng có một ngôi đền, thì vậy mà thì họ mới nói là nhà ngài mới nói là ở bên đấy là gia tiên nhà mình là phụng sự bên đấy, tức là hay ở bên đấy. Bên đấy thì bây giờ phải đến cái ngôi đền đấy để kêu cầu là xin cha xin mẹ hội đồng tứ phủ các quan các ngài là độ phù hộ độ trì che chở cho phần âm nhà con để được thịnh được vượng được siêu sinh tịnh độ cõi Tây phương cực lạc để độ cho con cho cháu. Ví dụ như vậy là ngài dạy cho đến cái ngôi đền đấy, thì bạn bảo đúng là đằng đấy nhà bạn có ngôi đền nhưng chưa bao giờ đến, thì ngài dạy cho như vậy. Thế thì quay trở lại cái câu chuyện mà gia tiên lúc nãy Yến nói thì nó có phập phù thì chị cũng chưa nghe rõ lắm, nhưng mà nôm na thì là chị nghĩ rằng là không hẳn là gia tiên nhà mình bắt con cháu nhà mình đi hầu, bởi vì là con cháu nhà khác đi hầu mà nhà mình không hầu, không phải là như vậy. Mà cái đi hầu căn cái số này là cha mẹ chấm rồi, tức là gì, các bạn phải hiểu rằng là cái ngôi đền ngôi phủ ấy, mà từ cái đời sửa ngày xưa đời nào hàng nghìn năm các cụ đói ăn không có ăn không có thứ mà ăn, không có áo mà mặc, đói khổ như vậy mà đã phải lập lên các miếu, lập lên các cái ngôi đền nho nhỏ để thờ các vị thánh đó, thì phải nói rằng là tối tú tối linh như thế nào thì bề cái người xưa người ta khổ như vậy mà người ta phải lập lên người ta thờ, thì toàn những vùng sâu vùng xa. Thế bây giờ thế hệ con cháu bây giờ là phải biết phụng thờ, phải biết đến để lễ bái, phải biết bái chiêm bái đảo cầu tại các cửa đền cửa phủ đó. Còn nếu mà không chấm các bạn thì các bạn đến, thì tôi xin thưa với các bạn là chẳng ai muốn đến đâu, bởi vì là mình còn phải lo làm ăn, lo con, lo chồng, lo gia đình, không ai muốn đến cả. Ví dụ tờ bảo lên chầu 10 đồng mỏ kim lăng ở tận đi vào sâu, ngày xưa chúng tôi đi còn đường khó khăn, đi còn phải lội nọ lội kia phải lên đền ông bảy, ngày xưa làm gì có đường như bây giờ, ngày xưa đi chúng tôi đi lên 8 tiếng đồng hồ chưa lên được đến nơi đấy, vất vả lắm, gian nan lắm, mà phải đi lạnh lội đêm hôm để đến. Nếu không bắt chúng ta thì không ai tự giác hết, không ai có mà đủ bản lĩnh tự giác để mà bỏ chồng bỏ con bỏ vợ bỏ con mà đi sáng sớm 2-3 giờ sáng lại lượn đi lên đấy bỏ công bỏ việc, mình còn phải lo kinh tế, lo tiền, lo nong, lo đủ mọi thứ. Thế thì phải bắt như vậy, thì bây giờ bắt cái đời ông đời bà chúng ta phụng sự đền điện để thờ thánh rồi, để đi đến cửa đền cửa phủ để lễ thánh rồi, thì ông bà chết đi rồi thì phải bắt đời con đời cháu chúng ta phải làm việc đấy. Bố mẹ chúng ta không tu được thì đến đời chúng ta phải tu, đời chúng ta không tu được thì đời con chúng ta phải gánh đấy, là chấm như vậy rồi. Bởi vì có những bề đấy
giữ nước dựng nước để đến ngày hôm nay có tổ tiên để chúng ta ăn ngon mặc đẹp để đẻ ra chúng ta. Thì chúng ta sống được đến ngày hôm nay, chúng ta đẻ ra con chúng ta, thì chúng ta phải nhớ cái cội nguồn đấy. Bởi vì đấy là gì ạ? Là cái nơi mà cái cội nguồn mà cho chúng ta đến ngày hôm nay ấm no, không có giặc nó chiếm từ lâu đời rồi mất nước rồi, không còn đến ngày hôm nay để mà ông bà cha mẹ chúng ta mà đẻ ra chúng ta mà nuôi chúng ta được ăn học được như thế này, được ngồi trên đây cầm cái điện thoại đẹp mà live stream với nhau đâu ạ. Thế nên là bởi vậy mắt chúng ta là gì, phải mang tâm mang lòng để phụng sự tiên cung tiên thánh là như vậy. Và chấm chấm, nhưng mà chấm nhiều nhưng loại cũng không ít. Không phải là, nói thật xin lỗi các bạn, không phải là cứ ra làm một tí đồng thầy là chửi như hát hay đâu, phong tục văng bậy. Tôi hôm qua vừa có một hai cô khách học sinh đến cho tôi xem, bảo vừa đi xem ở trên chỗ này chỗ khác về thầy chửi bậy bạ lắm. Cô ạ, à, thầy chửi mất dạy lắm cô, bảo chửi làm sao mà mất dạy. Bảo là thầy chửi toàn đưa vùng kín ra chửi thôi cô ạ. À. Đấy, thầy ra mà thích chửi, thích nói cái gì mà nói được đâu. Tu cái khẩu đề này, tu cái tâm cái ý này để mà lo cho thầy. Thì những cái thầy như vậy trước sau gì cũng mất, cũng bị lộc của nhà ngài như gai bổ kết, mọi người vẫn thường nói rồi. Không phải những cái chữ đồng thầy mà ra ăn trực tục chửi bậy rồi, thích nói đâu nói gian cái gì mà nói đâu. Cho nên là cha mẹ chúng to để mà cứu người thì phải giữ cái tâm đức để cứu người. Mà tôi nói đây thì nói thật là động chạm nhiều người thì xin lỗi trước, là nếu động đến ai thì cũng xin lỗi trước. Bởi vì tôi là ăn ngay nói thẳng nói thật, bởi vì đã vào live stream rồi, bạn Yến đã mời vào chia sẻ về cái vấn đề này. Thì còn vấn đề mà gia tiên tiền tổ nhà mình, tôi xin lỗi, tôi làm việc âm nhiều năm nay rồi, tôi chỉ biết là tổ tiên nhà mình rất nhiều người chết như thế nào, ốm ra làm sao, thì lúc xuống chúng ta không cầu siêu, chúng tôi không đi đền đi phủ để kêu cầu đến gia tiên, người ta cũng vẫn ốm lên, vẫn thều thào, vẫn chả vẫn không thở, vẫn tức cực. Tôi là bị như vậy, nên các công nghiệm lên thì sợ lắm. Ngay cái sạch ấy, trong mình cũng có một chữ đấy khiếp lắm. Nên mỗi lần mà nhập lên xong thì là xấu lắm. Nên nói như thế, để tại sao là có những nhà ăn nên làm ra một phần âm nhà người ta thiếu. Người ta yêu cầu đốt cho phần âm, người ta lễ bái, người ta thả độ gia tiên, người ta làm lễ thờ cũng chu đáo, thì cái phần âm họ nó được tốt, thì con cháu được sáng sủa. Đấy, chúng ta cứ nhìn thấy những nhà nào sáng sủa thì bao giờ người ta cũng gọi là phú quý sinh lễ nghĩa, nhưng mà người ta có tâm. Thế còn đâu thì mình nhiều khi đến có nhiều nhà cả thám chặt thắp nhân hương, đến thì bàn thờ hương lạnh khói tàn, bố mẹ nhiều nhà đến đây bảo cô bố mẹ con chả tín tâm đâu cô ạ, cả tháng cả năm chả thắp nhân hương. Thế thì làm sao mà con cái nó chả khổ, nó phải đi xem bói rồi nó phải nọ phải kia khổ lắm. Thế nhưng nói như vậy để thấy rằng là cái phần âm mà được siêu sinh tịnh độ cơ đấy, thì nương nhờ cửa Phật cửa Thánh thì con cháu mới đỡ khổ. Thì đi kêu cầu cái cung cái cửa để cho con cháu được mắt mình mắt mẩy. Thế nhưng bây giờ tổ tiên thì còn nghèo khổ bỏ xừ đi, còn chả được con cháu quan tâm, chả thiếu cái quần cái áo, cả năm chả thắp nhân hương thì con cháu phải khổ lắm. Đấy, thì câu chuyện phần âm nó là như vậy. Tôi thì đi lễ lúc nào cũng kêu cho tổ tiên nhà con được siêu sinh. Cứ để đấy tiếng rồi. Đây, thế dọn để rồi. Vâng, chị ơi thì em cảm giác nhá, bởi vì là khi mà em vừa xuất thủ trình đồng xong ấy thì em mới nhìn nhận ra, thì em mới thấy một điều là khi mà em cho đến cái thời điểm mà em bước chân lên sập hầu và quy hàng bốn phủ ấy thì em đã phải làm những bước như thế này. Bước đầu tiên là em biết đến vấn đề đầu tiên là em sẽ nói với cả mọi người, chia sẻ với mọi người là em là con nối dòng, tức là đời bà em, bà nội em ấy là đồng thầy. Và cái thời điểm đấy thì ngày xưa thì em có nghe nói rằng là ba em kể lại là ngày xưa là bà em hầu ấy, thì hình như là đấy là cái lối hầu của nhà hầu cổ của nhà Trần, tức là bà có nung cái lưỡi cầy, nung đỏ lưỡi cầy và đi vào, thì em cũng tức là trong đàn hầu nhá, là có nung đỏ lưỡi cầy và đi vào. Thế thì sau này thì cách đây khoảng 3-4 năm thì em mới biết đến vấn đề về thờ tự gia tiên. Thì em quay lại cái vấn đề là từng bước một để em đi đến việc mà thờ tự đến việc mà quy hàng bốn phủ nhá, là khi mà em bắt đầu em biết đến vấn đề thờ tự gia tiên, bởi vì em xưa nay là em thì em đi học và em đi làm, em không biết gì về vấn đề đi lễ đâu. Em đi lễ gần như kiểu là để em gọi là du ngoạn thôi, chứ còn không phải là để đi hành lễ thực sự.
Thế thì em mới biết đến vấn đề về thờ tự gia tiên. Thì sau đấy thì em có tôn cấp lập thờ lại và em sắp xếp lại về vấn đề hệ thống thờ tự của nhà em. Và bản thân vợ chồng em thì cũng nhất một dạ nhất tâm thờ tự gia tiên chu đáo. Sau đấy thì chúng em có biết đến vấn đề là đi lễ đền phủ. Sau khi mà đi lễ đến đền phủ thì bọn em có em luôn luôn cảm thấy rằng là mình bị đau ốm mỏi mệt khi mà đi về nhà, mình bị đau ốm mỏi mệt. Và có một thời điểm là em biết được rằng là âm vong đi theo em rất là nhiều. Thì em phải giải quyết vấn đề âm vong đi theo bằng cách là gì? À, em đưa họ lên chùa để họ có thể tu tập, em hướng đạo cho họ để họ có thể tu tập, để họ có thể tự tu cho mình. Thì em đưa họ lên chùa để họ có thể là quy hàng học pháp của nhà Phật. Bởi vì cái lý do là tại sao em lại không đi ra đền ra phủ để xin cái đưa họ ra đền ra phủ. Thì cái quan điểm của em là ở nhà Phật ý, thì có Phật, Pháp và Tăng. Còn đạo mẫu của chúng ta thì thiếu phần Pháp. Cho nên là em thì em nghĩ rằng là bản thân ai cũng thế, nếu như mà bản thân chúng ta mà tu được theo đạo Phật, tức là song tu được cả đạo Phật lẫn đạo mẫu thì rất là tốt. Thì em mới đưa người ta đưa những cái chân linh đó lên chùa và họ được xin cho họ phát nguyện, xin cho họ được học đạo pháp của nhà Phật. Rồi em nghĩ rằng là sau khi họ học xong, họ hiểu được cái vấn đề nhân quả, hiểu được về vòng luân hồi, thì nợ đâu họ sẽ về đấy. Ví dụ như họ nợ ở cửa chùa thì họ sẽ tu tập và họ tu tập ở cửa chùa, còn họ nợ ở bên nhà thánh thì họ sẽ về nhà thánh. Tiếp theo nữa là em, tiến trình tiếp theo của em là sau khi mà giúp được âm vong rồi thì em đi làm từ thiện. Thì từ thiện ở đây thì em ví dụ như mọi người vừa mới hôm nay, mọi người nếu để ý thì thấy rằng là tôi ngày hôm nay căn đồng sổ lịch đã đứng ra là từ thiện cho khoảng 40 thùng mì cho bên chỗ Linh My để đi từ thiện ở vùng những trẻ em cơ nhỡ. Thì em đã đi làm từ thiện, thì em sau khi mà em tìm hiểu về vấn đề làm từ thiện thì em thấy rằng là thứ nhất là ta có thể, nếu ta có tiền hoặc là kêu gọi được mọi người thì có thể từ thiện bằng tiền hoặc bằng hiện vật. Còn nếu như không thì ta có thể đến các bệnh viện từ thiện bằng sức, hoặc là từ thiện bằng sức thì có một cách là gì? Thứ nhất là tham gia vào những cái hội nhóm để đi nấu cơm cho bệnh nhân, hoặc là đi đến các cửa đền, cửa chùa xin hầu hạ tại nơi đó, ví dụ như là lau dọn, quét các cửa đền, cửa chùa. Thì tiếp theo sau khi mà cái bước từ thiện xong thì em vấn đề là tìm thầy. Thì vấn đề tìm thầy thì lúc nãy em cũng đã nói với mọi người rồi, là tìm thầy hợp với mình, kể cả về vấn đề tinh thần, kể cả vấn đề đường tu lẫn đường kinh tế. Và đến cuối cùng là ta sẵn sàng vào cái việc là quy hàng bốn phủ, là lên sập công đồng. Đấy là những cái bước mà em đã trải nghiệm qua và em đã làm. Và đến thời điểm này thì sau khi mà em hầu đồng xong, em tức là em mở phủ xong, thì em cũng có gặp một vài người, tức là không phải là em tự gặp nhá, mà có một vài người ở trên trang căn đồng số lính, hoặc là người ta biết đến em và người ta tự liên lạc với em, sau đấy người ta tự soi cho em, sau đấy người ta dọa em đủ thứ. Nhưng mà em thì em lại cảm thấy rất là vững tâm trong cái vấn đề đấy, và em luôn luôn một dạ nhất tâm là trên theo Phật Thánh, dưới theo đồng thầy. Thầy chỉ em thế nào thì em làm như thế, và bản thân em cũng tu. Thì em cảm thấy rằng là cái việc mà bị cơ hành đối với em ấy, em đều có thể em có thể vượt qua được. Còn lúc nãy quay lại cái vấn đề lúc nãy là về vấn đề cơ hành, thì sau khi mà tìm hiểu và tức là đối mặt gặp gỡ một số người, thì em thấy rằng là cái vấn đề cơ hành nó sẽ có khoảng 3 thể chính. Thể thứ nhất là về vấn đề kinh tế, có nghĩa là họ bị ảnh hưởng về vấn đề kinh tế. Kinh tế đang có thể thịnh vượng thì họ họ tự nhiên bị lụi đi, làm ăn bị lụi đi, hoặc là họ không thể kiếm ra được tiền, hoặc là họ không thể làm được, đi làm được. Và thể thứ hai nữa là về vấn đề tình cảm sứt mẻ giữa nội và bên ngoài, bên trong và bên ngoài. Bên trong có nghĩa là trong gia đình tình cảm bị sứt mẻ, và bên ngoài là ví dụ như là đồng nghiệp, bạn bè, thì là họ cũng bị sứt mẻ về vấn đề tình cảm. Thì cái vấn đề này là em nghĩ rằng là do cái đường tu, bởi vì là họ
chưa thể cân đối được cái khả năng của họ với việc giao lưu với cả với cả những cái con người với con người về vấn đề đường tu của họ chưa đạt đến một cái ngưỡng nào đó thì họ bị cái ảnh hưởng vào vấn đề tình cảm này. Và khi mà ảnh hưởng vào tình cảm thì các mối quan hệ ở đời sống của họ, dù là vợ chồng, tức là bên trong lẫn bên ngoài của họ, đều sẽ bị ảnh hưởng. Và cái thể thứ ba nữa là cái thể về sức khỏe. Cái thể sức khỏe này là cái thể về sức khỏe, là cụ thể là như kiểu là họ hay bị ốm này, hay là hay bị tức là cái vía của họ, tức là cái họ bị tán phách, là cái vía của họ chưa được vững, thì họ bị hay bị ốp này, hay là cái tiếp theo nữa là về vấn đề về vong theo. Thì em mới vạch ra được là ba cái thể đó. Thì chị có thêm được một cái thể nào nữa không, và chị có thể phân tích sâu hơn cho em về những cái vấn đề này được không? Cái cơ bản để Yến liệt kê ra thì cũng gần, nó cũng coi như là gần đủ rồi. Thì mình qua cái trải nghiệm thì mình thấy như thế này. Thì đúng là con người nó có rất là nhiều cái thể mà bị cơ hành. Có những thể thì cơ hành về về sức khỏe. Sức khỏe là gì? Suốt ngày ốm đau mệt mỏi mà tìm không ra bệnh. Ví dụ như có những người cứ bị khó thở nhưng mà đi khám lại không phải bệnh tim. Ví dụ như thầy của tôi ngày xưa suốt ngày như người bóp tim ấy, cũng là khó thở, đi bệnh viện chán chê rồi lại về, cứ đến bệnh viện khỏi ốm thì lại về nhà lại bị. Thế rồi có những đêm thì thầy của tôi lao ù ù ở dưới sông ấy, thầy kể dưới mương ấy, thầy kể như vậy. Rồi có khi nửa đêm này chạy ra bãi tha ma rồi về, có khi lại vác dao chém cả chồng cơ. Đấy là thầy của tôi, đấy là một trường hợp điển hình. Thế tôi thì bị cơ hành thì, nhưng mà tôi cũng trình đồng từ năm tôi 19 tuổi nên có lẽ là nó cũng nhẹ nhàng. Thế thì tôi đi tôi cũng hay mệt. Wow. Cái thể của tôi là gì? Đường tình duyên nó cũng chật vật lắm. Thế rồi cái đường sức khỏe thì nó cũng không phải là ốm, nhưng mà lúc nào mình cũng mệt như người giả vờ ấy, mình không muốn làm cái gì. Wow. Đấy, nóng tính. Wow. Nóng tính lắm, ai mà nói tôi nó thật ra sẵn sàng là bột luôn. Đấy. Thế rồi rồi hay bị oan trái. Cũng hay bị oan. Đấy là một cái thể bị điên điên khùng khùng. Nhiệt lá chân lá cũng bơ. Có những người thì ảo giác. Ví dụ như tôi ngày xưa đi học rồi tôi đã từng chứng kiến có những cô gái xinh lắm đến thì bảo là ôi dồi ôi, toàn thấy những người là cầm gậy cầm kiếm đằng sau lùa để đánh thôi, trốn đi đâu được. Đấy là người ta bảo ảo giác. Với lại em hay mơ, ngày xưa em hay mơ, à tức là em hay được được báo trong đầu em thế này này, là thế này là thế kia, là chuẩn bị có người thế này chuẩn bị thế kia. Thì đấy là người ta gọi là tâm thần thể hoang tưởng. Chúng tôi thì về chuyên môn là hay dùng cái từ như vậy. Thế thì đấy là làm cũng là một cái thể. Thế rồi có người thì nhìn thấy bề trên, nhìn thấy mẫu, nhìn thấy cô, nhìn thấy chúa, thấy chầu. Thế rồi có người thì mơ thấy hàng dãy ngựa, rồi các quân thì dắt ngựa, còn có một ông quan đứng đằng sau, ngồi trên ngựa đằng sau. Thế rồi có nhiều người thì mơ màng cái nọ cái kia. Rồi có người thì tôi thì ngày xưa hay mơ bay ở trên trời, ngồi trên cái thảm đỏ. Nên là rất nhiều kiểu cơ hành. Thế rồi có người thì vợ chồng lúc nào cũng trục trặc bỏ nhau, rồi căn số cứ bỏ nhau, rồi cãi nhau trong nhà nó không thuận, làm ăn thì nó mất mát thua lỗ. Rồi nói chung là về kinh tế, rồi về tình cảm, rồi mọi thứ. Đấy, nó có rất nhiều dạng cơ hành. Có những người thì lại suốt ngày là bị vong nhập. Đi đâu mà có người chết là vong nhập. Thế rồi đến nhà ai có người chết, nhìn đến bàn thờ vong cũng nhập. Thế rồi có người thì đi đến đền đến phủ thì ngất. Đến đền đến phủ thì múa may quay cuồng. Ở về nhà thì không việc gì nhưng mà cứ đến đền để như vậy. Rồi có người thì tự dưng cứ xưng là thánh nọ thánh kia ốp. Là rất nhiều kiểu cơ hành nhiều lắm. Đấy thì có người thì cơ hành là gì, buổi trưa lại đi ra ngoài đường dãi nắng dãi mưa. Có người thì lại đái ra để đổ nước đái vào mặt vào người. Đấy cũng là một kiểu cơ hành. Thế rồi có những người thì gọi là bị trầm cảm, ngồi không muốn nói gì. Những cái người bị trầm cảm thì hay bị tâm thần lắm, rất là hay bị tâm thần. Thế rồi có những người bị tâm thần thì cứ phải vào viện đấy, rồi chả vào viện để chả làm sao, rồi về nhà lại bị, ví dụ như thế. Có người thì bị không để lâu, không trình không lễ không gì thì tâm thần luôn.
Thế thì có rất nhiều cái kiểu dạng cơ hành mà không ai giống ai cả. Thế thì có những người thì vòng ngoài không ốp, nhưng mà trong trong nhà hay ốp, hay là có những người thì gọi là đi chỗ nào bị ốp chỗ đấy, là vân vân nhiều nhiều trường hợp lắm. Thế thì tất cả những cái đấy thì cũng đều là cái cơ hành, thì nó phụ thuộc vào căn bệnh của ai. Rồi tôi nói ví dụ như là ghế của cô Chín thì nhiều dạng cơ hành lắm. Ví dụ ngứa, có nhiều người thì cũng gọi là cô sát ra han đấy, suốt ngày ngứa vâng. Ngứa mà chả ra cái bệnh gì mà hay ngứa đấy vâng. Thế thì nó cũng nhiều cái kiểu dạng như vậy thì nó thế ngoài cái việc mà những người như thế thì theo chị thì ngoài cái việc mà xuất thủ trình đồng nhá, thì em không nói, nhưng mà quan điểm của em là nếu mà xuất thủ trình đồng thì nó vẫn luôn luôn phải song hành với cả cái việc tu tập. Thì cụ thể của cái việc đấy là để chữa cho những người ta thì theo như cái kinh nghiệm của chị thì chị hay chữa kiểu gì? Thì em nói lại một chút. Những cái người mà bị cơ hành như thế thì rõ ràng là em đồng ý với việc là người ta là con nhà ngài phải xuất thủ trình đồng rồi. Nhưng bản thân em thì em nghĩ rằng là dù có xuất thủ trình đồng thì cũng không thể tránh được cái việc là phải tu tập. Thì quan điểm của em là cái việc tu tập và xuất thủ trình đồng đều là 50-50. Có nghĩa là ta phải vừa song hành việc tu tập và xuất thủ trình đồng. Còn với chị thì khi gặp những cái tình trạng những người mà bị như thế thì chị sẽ chữa bệnh cho người ta bằng phương pháp nào để người ta có thể khỏi được cái việc đấy, khỏi được cái bệnh đấy? Nó thì tùy theo từng người nhá. Thì nói về cái việc này thì vâng. ví dụ như chị thì ngày xưa chị vâng. cũng không thì đâu, ngày xưa thì cũng không có trang mạng này, rồi cũng không có gì cả. Thế thì khi mình chỉ biết là mình nhận mình là quan giám sát, rồi soi cho người này soi cho người kia, rồi vâng. rồi mọi người, cả nhà mình là xích cổ mình đi lên trên xe taxi rồi ô tô rồi làm chói chân cho riêng mình xuống bây giờ gọi là chốn tổ. Thế thì nhờ vâng. một người đó là giờ của mình, thế kêu cầu đối đối cho mình thì vâng. sau đấy thì mình tỉnh và tự dưng mình thấy như vậy thì mình nhất tâm mình ra hầu thánh. Thì mình ra hầu thánh thì vâng. nếu như mình không tu tập thì có lẽ không như ngày hôm nay, bởi vì tôi nặng lắm. Ví dụ như thế này, nói đơn giản là thầy mở phủ cho tôi lúc bấy giờ là mở 4 phủ, nhưng mà mở phủ vâng. chưa mở phủ thì tôi đã được xem bói rồi. Tức là khi mà tôi bị bắt đầu vâng. nhận là mình là thế này, mình là thế kia để soi bói rồi. Thì thầy lúc bấy giờ thầy vâng. thì mới có 4 phủ thôi, chưa có tiến mã nhà Trần mà cũng chưa có tòa mở tiến mã nhà chú bói. Thế thì chỉ mở vâng. được 4 phủ thôi. Thế thì sau đấy thì thầy mới thấy tôi không yên, bởi vì tôi đi đến đâu vâng. nhảy múa quay cuồng lên ấy. Tôi đi chưa đến đền rồi tôi đã nhảy khóc từ ngoài đền, khóc ngoài cửa, khóc ngoài đường, khóc vào rồi. Thế tôi đi đến đền Chúa Thác Bờ thì đang ngủ ở dưới thuyền ấy, thì ngày xưa còn đi bằng cái đường kia cơ, đi mấy tiếng đồng hồ cơ. Vâng. Thì đang đi đêm vâng. đêm hôm ở trên thuyền thì đang ngủ, thì lên đến thuyền đang ngủ thì tự dưng bật dậy thì trèo thuyền đến khi tôi dừng vâng. dừng trèo thì là đến bờ. Thế thì tất cả những cái động vâng. tác vậy thì thầy nghĩ rằng là tôi được lộc soi lộc bói thì thầy phải mời một thầy khác để tiến ba tòa chú bói cho tôi ngay sau khi tôi qua 100 ngày. Thế thì khi mà tiến ba vâng. tòa chú bói và tiến nhà Trần cho tôi xong thì lúc đầu trong 100 ngày thì tôi vẫn soi. Thế thì nhưng mà đến khi vâng. mà gần đến 100 ngày thì tự dưng thịt luôn. Ví dụ như khách họ đến vâng. nhà tôi xem thì tôi lên hương tôi xem, nhưng mà tự dưng tôi lại chả xem được nữa. Tôi lại xấu hổ quá, tôi bảo vâng. tự dưng không xem được thôi, thì anh chị thông cảm. Đi về chắc là em nhà ngài không cho nói. Thế thì mất một thời gian tôi vâng. làm việc. Sau đấy thì đến qua 100 ngày thì tự dưng nhà ngài lại cho nói lại. Thế thì cho soi lại xem lại như vậy thì tôi vâng. cứ trốn. Chồng tôi thì bảo là đi chỗ khác mà ở mà làm cái việc đấy ở nhà này không tuyên truyền đến những người loan kia các thứ. Thế sau rồi tôi cũng toàn khóc thôi. Thế rồi đến lúc mình có phải làm muốn làm đâu, nhưng nhà ngài cứ cho ta khẩu đi ra đường, cứ nói ngoài đường ấy, cứ phán cho người này người kia các thứ vâng. không phán là không chịu được. Thế thì đến lúc nhất tâm, ví dụ như là tôi đi đến đền này đền kia, đền này đền kia chẳng hạn, thế thì nhà ngài bắt tôi hầu thì tôi để mừng tôi đi hầu mỗi cái phong bì 200.000.
Thế còn đâu để trong túi tôi có bao nhiêu tôi xách hết tôi đi, tôi hầu thánh, tôi không quan tâm là còn nhiều hay còn ít trong nhà, không còn đồng nào tôi vẫn đi. Đấy là sự nhất tâm, đấy là sự tu tập của mình. Vâng. Không cho hầu vâng. thì mình nhất tâm mình về hầu, mình không trốn. Mặc dù mình có thể không vâng. có đồng nào nhưng mình vẫn nhất tâm, thì tự dưng đến gần đến lúc đấy thì nhà ngài lại cũng cho mình ít tiền để mình đi hầu. Đồng nghèo vâng. nước khó thì mình vẫn hầu được. Vâng. Rồi vâng. mình chưa bao giờ trốn, ai cho hầu đâu chưa bao giờ trốn. Thế thì cái việc tu tập vâng. đấy, nói cái lúc trước mà chị đã chia sẻ rồi, mùng 1 ngày rằm vâng. lúc nào cũng phải xuống với thầy. Là dự trên theo vâng. thầy để xuống để thầy kêu ngày rằm ngày mùng 1 cho mình. Từ xa, từ nhà vâng. tôi, chỗ thầy là 35 cây số. Nhưng mà có những lúc tuần rằm nào tôi cũng xuống, mùng 1 nào tôi cũng xuống. Thế rồi ngày thầy vâng. Hào cũng đến. Đấy là cái việc tu tập vâng. của mình, chú tâm đến cái việc tâm linh, được thánh để về chốn tổ. Thế còn những người thì bây giờ người ta chả nghĩ gì, người ta cũng nghĩ bảo em bận lắm chị à, em không xếp ở đâu, em còn phải đi làm những gì. Nhưng làm hay không làm, nếu mình sắp xếp được, mình cố gắng mình vẫn đến được. Đấy. Thế thì vâng. Cái quan trọng là cái tâm mình có hướng vào không. Đấy là cái việc tu tập của mình. Còn thầy mở cho mình cũng chỉ là một bước đường dẫn mình thôi, và dẫn đường chỉ lối cho mình 30% thôi. Còn việc tu tập của mình phải là vâng. bây giờ bảo mình đi lễ, mình cứ trốn, mình muốn ở nhà kiếm tiền. Ai chẳng muốn kiếm tiền vâng. Tiền là vàng là bạc, vâng. tiền là sức vật, lo sợ lo lòng người. Ai chẳng muốn kiếm, kiếm. Đúng rồi. Nhưng mà muốn kiếm thì mình phải biết mình là con cái cửa phủ, cửa bốn phủ. Thì mình phải biết đến cửa bốn phủ, biết đến cửa cha, cửa mẹ, để cha mẹ mới độ cho mình sức khỏe để mình kiếm được chứ. Không có kiếm đằng trước lại rớt ra đằng sau. Cứ ở nhà mà kiếm thì, vâng. thì cuối năm rồi cũng mất. Đấy, ví dụ như thế. Thế thì mình cứ phải tu, cứ mình tu tập mình đã. Còn đâu thì vâng. rồi cha mẹ sẽ tùy theo từ cái tâm của mình để cha mẹ đề tâm đề tính, và cha mẹ ban lộc ban tài cho mình. Ban lộc ban không phải cứ ra là ban lộc ban tài, mà có khi mình làm cái việc này thuận, hôm nay mình chưa có tiền nhưng vâng. sau tháng sau nữa mình lại có tiền. Đấy, mình thuận hơn, còn hơn là mình chưa ra thì mình làm cái gì nó cũng không thuận. Thế có tôi có vâng. một người đệ tử của tôi thì cũng là đường tu đấy, nhưng mà ví dụ như còn đi phải đi làm, còn phải chưa tu được cái tâm, chưa tịnh được cái thân, chưa tịnh được, tức là còn phải đi tiếp khách, còn phải nọ về kia, thì cha mẹ chưa cho để mà tròn trịa được. Còn cái người người ta không có việc gì, người ta chỉ toàn tâm toàn ý để lo việc áp má cha kể má mẫu, thì người ta sẽ được đắc lễ hơn. Thế rồi ví dụ như có người mà ra mà căn số phải lập đền lập điện để thờ, mà mình nhất tâm mình để mình lập để mình thờ thánh, mình không có ai ngại cái gì thì cha mẹ chứng cho mình sớm. Còn cái người mà cứ chần chừ không muốn rồi sợ cái kia, rồi không muốn lập rồi tất cả mọi cái đấy, thì không ai chứng cho cả. Hoặc là ví dụ như có những người mà ngày tiệc ngày lễ cũng không nghĩ đến, chỉ nghĩ đi làm, thì khó lắm. Không đến cửa cha cửa mẹ cũng giống như thế này này. Ví dụ như là cái ngày giỗ của các cụ nhà mình ấy, mà mình không làm, mình không về, mình cứ chỉ nghĩ mình đi làm. Vâng. Buồn chứ, không ai chứng cái tâm cho con cho cháu. Vâng. Thì cái việc tâm linh của mình cũng thế thôi, còn cái phần lớn là phải tu tập, chứ không phải là cứ vâng. ra mở phủ là hắt hết cho thầy, thầy mới kêu cho mình. Còn mình thì cứ đi làm đi ăn để kiếm tiền, để nuôi con, nuôi chồng mình, nuôi vợ, nuôi con, để xây nhà cao cửa đẹp, không có cái chuyện đấy đâu. Mà tu tâm tích đức vâng. là của mình. Mình phải tu tập. Đấy. Mình phải soi bói mà lộc nhà thánh thì mình phải làm. Không ai thích thú gì việc đấy. Nhưng nếu mà ăn quả phải làm, phải nhất cái tâm để theo thánh, trên theo thánh, giữa theo thầy, để mà tu tâm học đạo để mà lo thì mới được. Chứ còn bây giờ cứ bảo vâng. này tiền ra để giao cho thầy làm, hôm sau bảo thầy ơi con không làm được cái này thì kêu hộ cho con với, những bản thân mình lại không đến. Mình không vâng. đến để mà chân người làm tôi chân người bạch kiểu đến để xin thánh, cứ giao hết cho thầy. Đấy thì làm sao mà thầy kêu cầu tôi đối là kêu hộ vậy thôi, chứ còn phải có mặt của mình thì mới đắc lễ đắc bái được. Còn không có mặt của mình chỉ nghĩ làm ăn ở nhà kiếm tiền, còn đâu gọi được một câu hời hợt ra để được. Không bao giờ được. Đấy là mình phải tu vâng. rất là quan trọng như vậy đấy. Vâng. Thì em thấy rằng là, em nói thật là đến thời điểm này em thấy những người như chị là em cảm thấy rất là ngưỡng mộ. Bởi vì là thứ nhất là chị là một vị đồng thầy mà có thể dẫn trình, dẫn dắt được đệ tử. Thứ hai là chị đã gọi là đủ bản lĩnh để có thể khuất phục, làm cho những người xung quanh chị
là những cái người mà những người gần nhất đối với chị, người ta chấp nhận cái việc mà tu đạo của chị. Đấy là một cái điều mà em cảm thấy rằng là rất là hâm mộ những người như chị. Mà như em đây thì em còn phải rất là rất là lâu nữa em cũng mới có thể theo được chị, mà cũng không biết được là có theo được hay không. Vạn sự thì tùy duyên, mà em thì em nghĩ rằng là cái độ nhất tâm của mình đến đâu thì mình sẽ được cha mẹ coi như là độ cho đến đấy. Giống như chị đến thời điểm này thì em thấy rằng là chị được cha mẹ độ cho rất là nhiều, thì chắc là với cái việc mà nhất tâm của chị thì đã được một cái gọi là đáp án, một cái kết quả như thế. Thì cái buổi live stream ngày hôm nay thì em rất là cảm ơn chị, là chị đã rất là nhiệt tình với cả căn đồng số, đầu tiên là với căn đồng số lính, thứ hai là chị rất là nhiệt tình với em, là chị đã nhận lời chia sẻ cùng với cả em về cái việc bắt ghế hầu đồng, cái lý do vì sao cái chủ đề ngày hôm nay là lý do bắt ghế hầu đồng. Thì em rất là cảm ơn chị. Và đến bây giờ thì là em phải lên nhà rồi, vì em bị điện thoại của em hết pin. Mà quán cà phê thì em đang ngồi quán cà phê ở dưới tầng 1 thì họ đóng cửa rồi. Thì em rất là cảm ơn chị đã chia sẻ, cũng cảm ơn tất cả mọi người ngày hôm nay đã nghe live stream chia sẻ của hai chị em tôi. Vì chị em mình em nghĩ rằng là sẽ hẹn nhau một ngày gần nhất để chúng ta có thể gặp nhau. Em thì em lần trước thì cũng đã hụt một lần là đã không hẹn được chị để gặp mặt, thì sẽ trong thời gian tới thì em mong rằng là sẽ gặp được chị cùng với cả mọi người vào đầu xuân năm mới để có thể giao lưu học hỏi. Thì chị Hoa có gửi lời chào gì đến mọi người không ạ? Trước hết là vì điện thoại của em sắp hết pin ạ. Trước hết là xin cảm ơn Giang Nguyễn đã cho chị em mình cũng như là tất cả 30-40 người trên trang căn đồng số lính Việt Nam để giao lưu cái buổi ngày hôm nay, chia sẻ, gọi là chia sẻ những cái gì qua thôi chứ cũng không phải có cái gì mà cao quý hay là cao sang cả. Thế thì cũng rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Chị em chúng tôi cũng đã có cái buổi giao lưu chia sẻ như ngày hôm nay để mà cùng gọi là chia sẻ những cái nỗi buồn, những cái nỗi vui, những cái nỗi cực nhọc của những người có căn có số. Nhưng mà cũng rất là chân cảm ơn 30-40 người, tất cả anh chị em trên trang căn đồng số đính đang theo dõi chị em chúng tôi. Và cũng xin chúc các vị một buổi tối an lành và một năm mới dồi dào sức khỏe, mọi sự như ý, công việc được hanh thông. Thế và cũng rất mong rằng là những người mà theo dõi chị em chúng tôi thì hết sức thông cảm, hết sức là thông cảm, bởi vì cái buổi nói chuyện này hoàn toàn là không có ý đồ gì hết, mà cũng rất là tôi thì cứ nói thẳng nói thật, tôi nói chung là có cái lặng một tí bởi vì câu chuyện nó hơi lúc nãy vừa nãy Yến có nói là để giải quyết vấn đề cho những người bị căn số, từng những căn số đó như thế nào. Nhưng mà thực ra mà nói thì phải xoay qua quay thấy cơ. Ví dụ người này đã bị điên thế này vì sao, bị điên, người này khó khăn thế này vì sao, phần đất phần phát ra làm sao, tổ tiên như thế nào, căn số làm sao thì mới giải quyết được. Chứ còn bây giờ cứ ai hết, có người thì nặng phần âm, có người thì nặng phần kia được. Tùy theo từng cái người mà sao ta có thấy như thế nào thì mình đi chữa, cũng giống như mình khám bệnh ấy, bệnh gì thì mình chưa thức đấy. Thì cái đấy là phụ thuộc vào thật và những người có căn có soi bói thì mới tìm ra được và soi ra bói thấy để mà chữa bệnh. Còn ví dụ như mà chữa mà thủ mù thì khó lắm, thì cái đấy thì tôi không biết. Thì hết sức là gọi là cái buổi chia sẻ hết sức là thông cảm, có những cái điều gì nó hơi lan man hay là nói nó chưa đúng trọng tâm hay là chia sẻ nó gọi là có hạn về trình độ năng lực, nó có hạn, để mọi người cảm cho cô cũng như là thông cảm cho Yến. Thế rồi cũng mọi người là hoan hỉ, thì có cái điều gì thôi thì mọi người mỗi người một tính, mỗi người một cái suy nghĩ khác nhau, một quan điểm khác nhau, thì cũng mong mọi người hoan hỉ bỏ qua cho ạ. Và cũng chúc mọi người một năm mới khỏe, xin chân thành cảm ơn ạ. Vâng, em chào chị, chúc mọi người và chúc chị cuối tuần vui vẻ ạ. Hẹn một ngày gần nhất chị em mình lại được giao lưu học hỏi như thế này. Em cảm ơn chị và mọi người nhé. Chào mọi người ạ.